Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 23. Là bạn của tôi. Chỉ người của các gia tộc đứng đầu và một số người có quyền thế mới biết được ý đồ thực sự của hội võ lần này. Phần lớn mọi người đều không biết. Vậy nên khi thấy những ông lớn như Hàn Khiếu Thiên xuất hiện, ai cũng không dám tin. Nhóm người một nam hai nữ trong đám đông cũng đang hưng phấn nhìn vào lối đi dành cho khách quý. Ba người này chính là Vương Dũng, bạn gái La Viên Viên và Từ Lệ trang điểm lòe loẹt vừa gặp Dương Thanh ở ngoài hội trường. Hôm nay tới đây được gặp nhiều ông lớn như vậy, không phí công chút nào. Phải đó, chủ nhà họ Hàn đứng đầu Giang Bình và chủ nhà họ Chu đứng đầu Nam Dương đều tới cả rồi. Nhưng anh chàng trẻ tuổi ở giữa các chủ gia tộc lớn của Giang Bình là ai vậy? La Viên Viên và Từ Lệ phấn khích nói. Bọn họ ngồi ở chính giữa, cách lối đi dành cho khách quý quá xa nên hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt những người kia. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều người khác cũng không thấy rõ. Tớ nghe bố tớ nói lần này người đứng đầu tỉnh Giang Bình cũng tới, chắc chắn chính là anh trai kia rồi. Hai mắt La Viên Viên sáng rực. Từ Lệ sùng bái nhìn theo bóng người trẻ tuổi kia, kích động nói, Viên Viên, cậu giúp tớ gặp mặt người kia đi. Nếu có thể, tớ rất muốn được gả cho anh ấy. Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Anh ấy chính là người nắm quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Giang Bình, quan trọng là người ta còn rất trẻ. Số người muốn gả cho anh ấy phải xếp được một vòng quanh Giang Bình rồi. La Viên Viên rất tự biết mình biết người, người như vậy sao có thể nhìn chúng ta cơ chứ? Viên Viên, cậu đừng nói mấy lời nhục chí thế chứ. Chỉ cần có thể tiếp cận được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, nhất định tớ sẽ khiến anh ấy yêu tớ. Người đàn ông như thế này, có bắt tớ lên giường không công với anh ấy tớ cũng bằng lòng. Không được, tớ đã yêu anh ấy không còn thuốc chữa nữa rồi. Cả đời này tớ chỉ muốn gả cho anh ấy. Trên gương mặt trang điểm lòe loẹt của Từ Lệ đầy si mê. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là Dương Thanh. Trong khi hai cô gái đang mải mơ mộng, chợt một người kinh ngạc thốt lên. La Viên Viên và Từ Lệ đồng loạt quay sang nhìn Vương Dũng. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Từ Lệ khó chịu nói, người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai cơ chứ? Tên nghèo kiết xác kia sánh nổi sao? Tôi nói thật mà. Hai người nhìn quần áo người kia mặc đi, giống hệt bộ Dương Thanh vừa mặc, dáng người cũng giống nhau. Vương Dũng kích động giải thích. Mặc dù anh ta không thấy rõ mặt anh nhưng lại nhận ra quần áo anh đang mặc. Câm miệng. La Viên Viên cả giận nói, đồ vô dụng nhà anh còn dám nói vớ vẩn thì cút ra ngoài cho tôi. Sao anh dám sỉ nhục người đứng đầu tỉnh Giang Bình? La Viên Viên sa sầm mặt, tát thật mạnh vào mặt Vương Dũng. Anh ta bị đau ôm mặt. Uất ức lắm nhưng vì em gái, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn con ả khốn nạn này. Từ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Vương Dũng, châm chọc nói, đúng là đồ ăn hại, bạn bè cũng một lũ nghèo rách mồng tơi. Nếu không phải anh còn giá trị lợi dụng, Viên Viên đã đá anh từ lâu rồi. La Viên Viên âm thầm thừa nhận lời bản thân nói, lạnh lùng lên tiếng, nếu còn muốn chữa bệnh cho em gái thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng tự làm khổ mình. Vương Dũng giận tới mức toàn thân run rẩy. Nhưng nghĩ tới em gái, anh ta lại buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Vương Dũng. Đúng lúc này, sau lưng anh ta vang lên giọng nói quen thuộc. Vương Dũng quay lại thấy Dương Thanh đang mỉm cười nhìn mình. La Viên Viên và Từ Lệ cũng quay đầu lại. Trông thấy Dương Thanh, cả hai đều vô thức run lên. Bởi vì quần áo Dương Thanh đang mặc trên người và dáng người anh y hệt người đứng đầu tỉnh Giang Bình bọn họ vừa nhìn thấy ở phía xa. Dương Thanh. Cậu là người đứng đầu tỉnh Giang Bình đúng không? Vương Dũng bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Tớ ủng hộ cậu. Nghe thấy Vương Dũng hỏi, Dương Thanh mỉm cười, cũng không định giấu giếm. Mục đích anh tới đây là để đấu võ. Muốn nắm quyền Giang Bình và Nam Dương, anh nhất định phải ra tay. Cho dù bây giờ không thừa nhận, lát nữa lên thi đấu cũng vẫn bị phát hiện. Vương Dũng, anh đang nói giỡn gì vậy? Ngay khi Dương Thanh đang định thừa nhận, La Viên Viên đột nhiên lên tiếng châm chọc. Phải đó, anh đừng sỉ nhục thần tượng của tôi. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Anh ấy chính là người có địa vị cao nhất ở Giang Bình, sao có thể là bạn của loại người như anh? Từ Lệ khinh thường Vương Dũng trắng trợn, cười khẩy nói. Đồng thời trong mắt cô ta còn ẩn chứa sự tức giận, dường như Vương Dũng so sánh người đứng đầu tỉnh Giang Bình với Dương Thanh chính là sỉ nhục người đứng đầu Giang Bình.
sắc mặt Vương Dũng trở nên ảm đạm. Anh ta biết rõ hoàn cảnh nhà Dương Thanh, gia đình đơn thân, mẹ thì bệnh tật đầy người. Hồi còn học cấp 3, Dương Thanh thường xuyên không tới căn tin trường ăn cơm. Sau này Vương Dũng mới tình cờ phát hiện trưa nào anh cũng chỉ ăn một cái bánh bao. Cũng chính vì vậy, anh ta mới thấy Dương Thanh đáng thương, vờ như không biết gì hết, còn cố tình tiếp cận, giúp đỡ Dương Thanh. Mới chỉ 7, 8 năm ngắn ngủi trôi qua, cho dù cậu bé lúc trước chỉ ăn bánh bao qua ngày có thể đi vào hội võ cũng đâu thể trở thành người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nghĩ vậy, Vương Dũng cười chua xót, vừa rồi suýt nữa tôi tưởng cậu là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Dương Thanh cười chứ không chịu giải thích, chỉ ngồi cạnh anh ta. Hôm nay chỗ ngồi trong sân vận động tỉnh Giang Bình được chia làm 3 cấp, mấy hàng đầu tiên là cấp Super VIP, mấy hàng giữa là cấp VIP, còn các hàng ghế cuối là cấp thường. Ở đây không chia cụ thể số ghế, đám người Vương Dũng có vé VIP nên có thể tùy ý ngồi bất kỳ chỗ nào trong mấy hàng ghế giữa. Chính giữa sân vận động được dựng lên một sàn đấu cỡ nhỏ. Bốn phía sàn đấu được chia thành 3 khu vực, tương đương với 3 thế lực Nam Dương, Giang Bình và Hiệp hội Võ thuật. Dương Thanh là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, vị trí của anh sẽ ở gần sàn đấu nhất, chính giữa khu vực của Giang Bình. Vậy mà giờ đây anh lại ngồi cùng Vương Dũng ở khu ghế VIP. Nếu không có màn hình cỡ lớn giữa hội trường, ngồi ở đây hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Dương Thanh, xem ra mấy năm nay cậu sống tốt phết, có thể vào được hội võ này. Vương Dũng sợ Dương Thanh và đám người La Viên Viên xảy ra xích mích, cố ý nói lảng sang chuyện khác. Dương Thanh cười đáp, cũng tạm ổn. Ha ha! Từ Lệ khinh miệt cười một tiếng, Vương Dũng, hình như anh nhầm rồi. Không phải ai vào được hội võ này cũng tự dựa vào chính mình. Cô có ý gì? Vương Dũng nhíu mày, La Viên Viên là bạn gái anh ta nên anh ta không dám lớn tiếng với cô ta. Nhưng Từ Lệ chỉ là bạn thân của La Viên Viên, Vương Dũng không cần e sợ cô ta. Anh ta không vui chất vấn. Để thu hút người xem, ban tổ chức hội võ lần này đã tặng miễn phí 100 vé để tuyên truyền. Trên trang web của sân vận động tỉnh, chỉ cần tham gia bốc thăm trúng thưởng là có cơ hội nhận được vé. Anh trông bộ dạng nghèo kiết xác của anh ta đi, chắc chắn là trúng thưởng vé vào cửa rồi. Nếu không sao anh ta lại vào đây được, Từ Lệ không tin Dương Thanh vào được hội võ bằng thực lực của chính mình. Sắc mặt Vương Dũng trở nên khó coi, nhưng Dương Thanh trong quá khứ đã để lại ấn tượng khó phai trong đầu anh ta. Bản thân anh ta cũng không tin Dương Thanh thực sự mua được vé mời. Từ Lệ, nói ít thôi. La Viên Viên bỗng lên tiếng, lạnh lùng lườm Vương Dũng. Dường như cô ta vẫn còn tức giận vì anh ta từng muốn cho Dương Thanh vé mời. Cậu cãi nhau với loại người này không thấy mất giá à? La Viên Viên quay sang nhìn vào các gia tộc lớn đang ngồi dưới hàng ghế Super VIP. Nghe vậy, Từ Lệ không thèm để ý tới Vương Dũng nữa, hâm mộ nhìn xuống sàn đấu, biết tới khi nào tới mới được ngồi ở đó. Cậu xinh đẹp như vậy, sớm muộn cũng được gả vào nhà giàu, nhất định sẽ có cơ hội ngồi ở đó. La Viên Viên nịnh bạn. Ánh mắt Từ Lệ kiên định lắm, nắm tay quyết tâm nói, tớ đã yêu người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Đời này tớ sẽ chỉ gả cho anh ấy. Tớ ủng hộ cậu, nhất định cậu sẽ thành công, La Viên Viên cổ vũ cô bản thân. Bị dọa chạy mất dép. Dương Thanh nghe thế thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Anh nghĩ, nếu lát nữa bọn họ biết kẻ nghèo hèn trong mắt họ chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, không biết họ sẽ nghĩ gì. Đồ nhà nghèo anh cười cái quái gì? La Viên Viên nhìn thấy Dương Thanh nén cười, lập tức thẹn quá hóa giận, anh tưởng dựa vào may mắn được ngồi ở đây là ngang bằng với những người dựa vào chính mình mua vé như chúng tôi sao? Anh dám cười tôi hả? Từ Lệ cũng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, anh cứ chờ đó. Đến khi tôi quen được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Xem thằng bạn rác rưởi của anh đi, không có năng lực còn cười mỉa người khác, La Viên Viên giận cá chém thớt lên người Vương Dũng. Vương Dương vô cùng tức giận, nhưng vì em gái, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy bạn mình bị coi thường như vậy, Dương Thanh rất khó chịu. Nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Vương Dũng đã chọn La Viên Viên, đương nhiên anh sẽ không nhúng tay. Nếu Vương Dũng muốn phản kháng, chỉ dựa vào việc ngày xưa anh ta hết lòng giúp đỡ mình, Dương Thanh rất sẵn lòng trợ giúp. Người của Hiệp hội Võ thuật đến rồi. Đúng lúc này, có người reo lên. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về một nhóm người đang đi vào.
La Viên Viên và Từ Lệ cũng không so đo nữa, kích động nhìn theo. Là chi hội trưởng Thạch Giang của chi hội Giang Bình, còn có người nắm quyền thứ hai của chi hội Giang Bình, quân sư Lý Nam. Chẳng lẽ mọi người không thấy cả Thạch Giang và Lý Nam đều đang đi sau một người trung niên sao? Toàn bộ hội trường dậy sóng, có người nhanh chóng phát hiện chi hội trưởng Thạch Giang cũng phải đi sau người trung niên kia. Mọi người không khỏi tò mò suy đoán thân phận của ông ta. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Ngưu Căn Huy xếp thứ 9 trong Tổng hội Hiệp hội Võ thuật, được gọi là ông 9. Quả nhiên là cậu ta. Hàn Khiếu Thiên trầm giọng nói, người hủy diệt nhà họ Ngụy trong video chính là người đàn ông trung niên này. Chỉ là ông cụ vẫn chưa biết người này là ai trong Hiệp hội Võ thuật. Lần này chắc chắn Hiệp hội Võ thuật sẽ phái cậu ta ra thi đấu. Trần Hưng Hải quay sang hỏi, ông chủ Hàn, nhà ông có giải quyết được cậu ta không? Hàn Khiếu Thiên không đáp mà nhìn sang người đàn ông trung niên mặc quần áo bó màu đen bên cạnh, cậu thấy sao? Lúc người kia nhìn thấy Ngưu Căn Huy, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ông ta có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người đối phương. Rất mạnh. Một lúc sau ông ta mới đáp lại hai chữ, tiếp đó lại nói, ông chủ Hàn yên tâm, tôi đã tới đây, dù kẻ địch có mạnh đến đâu cũng sẽ cố gắng hết sức đối phó. Dù ông ta không nói thẳng mình có thể thắng hay không nhưng thái độ này đã khiến Hàn Khiếu Thiên thất vọng tràn trề. Có lẽ người khác không biết thân phận của người áo đen này nhưng ông cụ biết rất rõ. Người áo đen này là một sát thủ có tiếng trên toàn thế giới, vô số cao thủ đã phải bỏ mạng dưới tay ông ta. Không ai biết ông ta tên là gì, giới sát thủ đều gọi ông ta là Hắc Trạch. Để mời được ông ta tới, Hàn Khiếu Thiên phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Cố hết sức là được. Hàn Khiếu Thiên đột nhiên lên tiếng, chẳng phải vẫn còn Dương Thanh đó sao? Trong sự chú ý của mọi người, Ngưu Căn Huy dẫn đầu ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét tới khu vực Giang Bình, dường như đang tìm kiếm ai đó. Ngay sau đó, ông ta nhíu chặt chân mày. Bởi vì ông ta không tìm thấy bóng dáng Dương Thanh. Lần này ông ta để chi hội Giang Bình tổ chức võ hội không chỉ để chiếm đoạt hai tỉnh mà còn để trả thù cho em trai. Ông ta đã tới, nhưng kẻ địch lại không thấy đâu. Ông chủ Hàn, sao cậu thanh được các ông tôn làm người đứng đầu tỉnh Giang Bình không tới? Thạch Giang lập tức hiểu ra, châm chọc nói, chẳng lẽ cậu thanh mà Giang Bình các người lấy làm kiêu ngạo đã bị dọa chạy mất dép, không dám tham gia hội võ lần này nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không thèm gả cho anh ta đâu. Thạch Giang vừa dứt lời, cả hội trường đều dậy sóng. Chủ các gia tộc đứng đầu Giang Bình đều nổi giận đùng đùng. Vừa rồi khi biết nhà họ Chu ở Nam Dương mời được trưởng môn Long của đạo quán Long Hổ, hầu như cao thủ do bọn họ mời đến đều bị dọa sợ chạy mất dép. Hiện giờ trong mắt các gia tộc đại diện cho Giang Bình, Dương Thanh là hy vọng duy nhất. Hy vọng duy nhất bị Thạch Giang sỉ nhục trước mặt mọi người, sao bọn họ có thể nhịn nổi. Thảo nào không thấy cậu Thanh gì kia đâu, thì ra là bị dọa sợ bỏ chạy rồi. Khu vực Nam Dương vang lên giọng nói tràn đầy mỉa mai. Chi hội trưởng Thạch Giang, ông đã quên ngày đó bị một tiếng quát của cậu Thanh dọa sợ, vội vàng dẫn người cút khỏi Giang Bình rồi à? Hàn Khiếu Thiên híp mắt nhìn Thạch Giang, lên tiếng khiêu khích. Nếu ông đã không cần thể diện thì sao tôi phải nể? Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên lại nhìn sang Chu Quảng Trí ngồi ở khu vực Nam Dương, ông chủ Chu đúng là tiểu nhân đắc chí. Mấy ngày trước nếu không nhờ cậu Thanh giải quyết cao thủ của Hiệp hội Võ thuật, chỉ sợ nhà họ Chu đã diệt vong rồi. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc ông lấy đâu ra can đảm sỉ nhục cậu ấy. Hàn Khiếu Thiên không thèm nể mặt Chu Quảng Trí, chê trách ngay trước mặt mọi người. Thạch Giang và Chu Quảng Trí lần lượt bị Hàn Khiếu Thiên mắng vốn khiến mọi người đều sợ ngây người. Ôi má ơi, chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhà họ Hàn của Giang Bình khai chiến với Hiệp hội Võ thuật và nhà họ Chu ở Nam Dương, chuẩn bị một chọi hai sao. Chẳng lẽ mọi người không nghe thấy mấy chuyện bí ẩn ông chủ Hàn vừa kể sao? Cậu Thanh từng lấy mạng cao thủ của Hiệp hội Võ thuật đấy. Ai cũng sững sờ kinh hãi, mọi người nhốn nháo cả lên. Thấy không, đây mới là người đàn ông của tôi, đến cả cao thủ của Hiệp hội Võ thuật cũng dám giết. Từ Lệ hưng phấn nói. Dù không biết người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai nhưng cô ta đã tự ảo tưởng đó là người đàn ông của mình. Hai mắt La Viên Viên cũng sáng rực, người đàn ông này thật ưu tú.
Người đứng đầu tỉnh Giang Bình thực sự rất lợi hại, Vương Dũng cũng hết lời ca ngợi. Dương Thanh cảm thấy bất lực. Tại khu ghế Super VIP, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đang nhìn xuống sàn đấu, khóe môi cong lên. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình càng mạnh, bà ta càng vui vẻ. Nếu người đứng đầu tỉnh Giang Bình có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong ngày hôm nay, chỉ cần bà ta nghĩ ra cách khiến Tần Thanh Tâm và người đó yêu nhau, bà ta sẽ giúp gia tộc chiếm trọn hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Vậy nên hôm nay bà ta tới chỉ để xem kịch. Bà ta vẫn đứng về phe người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Cô ơi, sao người đứng đầu tỉnh Giang Bình chưa tới? Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh người phụ nữ trung niên mất kiên nhẫn hỏi. Người phụ nữ trung niên là Diệp Mạn, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh là Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên người đứng đầu tỉnh Giang Bình mà mình chưa từng gặp mặt kia. Hôm nay cô ta đi theo Diệp Mạn cũng chỉ để đối phó với gia tộc. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đứng đầu tỉnh Giang Bình đâu, cô ta muốn kiếm cớ bỏ đi cũng không được. Diệp Mạn cười nói, cháu đừng gấp, chưa tới thời gian thi đầu mà. Cháu cứ yên tâm đợi đi, chắc chắn sẽ được nhìn thấy chồng tương lai. Diệp Tiêu Điệp bĩu môi, ghét bỏ nói, cháu không thèm gả cho anh ta đâu. Cháu phải biết nếu hôm nay người đứng đầu tỉnh Giang Bình giành chiến thắng, cả tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều sẽ thuộc về cậu ấy. Cả Yến Đô cũng không tìm được người trẻ tuổi nào tài giỏi như vậy, cháu thực sự muốn bỏ lỡ sao? Diệp Mạn dò hỏi. Diệp Tiêu Điệp kiên định đáp, anh ta có ưu tú tới đâu cũng không lọt nổi vào mắt cháu đâu. Trái tim cháu chỉ chứa được một người. Tiêu Điệp, cô thực sự không hiểu rốt cuộc cháu không muốn liên hôn nên cố tình bịa ra một người đàn ông khác hay là cháu thực sự đã có người mình thích? Diệp Mạn nghi ngờ hỏi. Cháu nói thật mà cô, Diệp Tiêu Điệp không vui nói. Nghe vậy, Diệp Mạn mới hoàn toàn yên tâm, đột nhiên nói, cháu thực sự không muốn gả cho người đứng đầu tỉnh Giang Bình sao? Không muốn, Diệp Tiêu Điệp không hề do dự. Được, nếu cháu có thể giúp cô một chuyện, cô hứa sẽ không để cháu phải gả cho cậu ấy. Sau một hồi im lặng, Diệp Mạn đột nhiên hạ quyết tâm, nghiêm túc nói. Cô nói thật chứ? Diệp Tiêu Điệp đứng bật dậy, kích động hỏi. Diệp Mạn cười đáp, con bé ngốc này, cô lừa cháu bao giờ chưa? Cháu yêu cô chết mất. Diệp Tiêu Điệp mừng rỡ ôm Diệp Mạn thơm một cái. Diệp Mạn tức giận mắng, ở nơi đông người, còn ra thể thống gì? Diệp Tiêu Điệp lè lưỡi nghịch ngợm, tại cháu vui quá mà. Cô nói đi, cô muốn cháu làm gì? Cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cháu cũng đồng ý. Chờ hội võ kết thúc cô sẽ nói cho cháu biết, Diệp Mạn cười nói, trong đầu bắt đầu suy tính kế hoạch. Nếu làm được chuyện này, bà ta không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ gia tộc giao cho mà còn có thể yên tâm nhận con. Trong lúc Diệp Mạn đang nghĩ cách nhận con và thuyết phục Tần Thanh Tâm tiếp cận người đứng đầu tỉnh Giang Bình, cuộc đấu võ mồm ở giữa hội trường đang vô cùng căng thẳng. Hội võ bắt đầu. Hàn Khiếu Thiên, ông đừng có nói xàm. Từ bao giờ nhà họ Chu cần một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cứu giúp? Cho dù ngày đó cậu ta không xuất hiện, nhà họ Chu cũng có cao thủ khác đấu lại người của Hiệp hội Võ thuật. Chu Quảng Chí thẹn quá hóa giận. Bị Hàn Khiếu Thiên công khai nói ra chân tướng ngày hôm đó, đương nhiên lão ta sẽ không thừa nhận, nếu không chẳng phải nhà họ Chu thua kém nhà họ Hàn rồi sao? Mọi người đều có mắt nhìn, ông biện minh thế nào cũng chẳng sao. Đợi đến khi cậu Thanh giành chiến thắng trong hội võ hôm nay, mọi người sẽ biết tôi nói thật hay giả. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh đáp, ông cụ hoàn toàn tin tưởng Dương Thanh, các người nói nhảm nhiều quá. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên ngồi chính giữa khu vực của Hiệp hội Võ thuật mất kiên nhẫn quát. Ông ta chính là Ngưu Căn Huy. Trương Hằng bị Dương Thanh lấy mạng ở nhà họ Chu chính là đệ tử giỏi nhất của ông ta. Giọng nói của ông ta vang vọng như sấm rền. Dứt lời, ông ta đứng dậy đi thẳng tới sàn đấu. Thời gian bắt đầu hội võ cũng đã tới. Ngưu Căn Huy đứng cạnh sàn đấu, bám vào dây thường quây xung quanh, dùng sức kéo một phát. Ngay sau đó, ông ta mượn lực đàn hồi từ dây thừng, tung người nhảy lên cao. Quỳnh! Ngưu Căn Huy vững vàng đáp xuống đất, nền nhà dưới chân ông ta lập tức vỡ nát, bụi bay mù mịt. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sợ ngây người. Đây còn là người sao? Nhảy cao tới 5, 6 mét, giẫm một cái khiến nền nhà vỡ nát. Nếu bị ông ta giẫm một cái, có lẽ người cũng phải chết. Ai nấy kinh hãi cảm thán, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Hiện giờ,
các gia tộc đã mời cao thủ tới để thi đấu đều im bặt. Cao thủ mạnh như vậy đã vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ cho người lên đấu đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Nào, để tôi xem thử cao thủ của Giang Bình và Nam Dương mạnh tới đâu. Ngưu Căn Huy lạnh lùng nhìn xung quanh, hung dữ nói. Người nào bị ông ta nhìn tới đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Hội võ này tổ chức ở tỉnh Giang Bình, vậy thì mời cao thủ của Giang Bình đấu trước đi. Chu Quảng Chí nhìn sang Hàn Khiếu Thiên. Lão ta tưởng mời được trưởng môn Long của đạo quán Long Hổ là có thể nắm chắc phần thắng. Nào ngờ vừa nãy trưởng môn Long lại nói đối thủ rất mạnh, ông ta cũng không dám chắc. Lúc này Chu Quảng Chí chỉ mong Giang Bình phái người ra trước để tiêu hao sức lực của Ngưu Căn Huy rồi mới để trưởng môn Long thi đấu. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn lão ta rồi nói với Hắc Trạch đứng sau lưng, trận này giao cho cậu. Được. Hắc Trạch chỉ đáp lại một chữ rồi cất bước đi tới sàn đấu. Mặc dù khí thế ra sân của ông ta không mạnh mẽ như Ngưu Căn Huy nhưng vẫn khiến mọi người chờ mong. Một người là cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật, người còn lại là cao thủ tới từ nhà họ Hàn mạnh nhất Giang Bình, cả hai đều là cao thủ hàng đầu. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, cứ chờ xem. Hội võ chính thức bắt đầu. Ngay sau khi trọng tài nói ra hai chữ bắt đầu, đám người hoảng sợ phát hiện Hắc Trạch đã đứng trước mặt Ngưu Căn Huy. Còn Ngưu Căn Huy vẫn đứng im tại chỗ, chỉ là ánh mắt tràn ngập sát khí. Giết! Hắc Trạch bỗng tung nắm đấm. Ông ta là sát thủ hàng đầu thế giới, đòn nào cũng là đòn chí mạng. Đã đánh thì phải có người đổ máu. Sắp kết thúc rồi sao? Người áo đen này mạnh quá. Cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật bị dọa hóa đá tại chỗ rồi. Trông thấy Hắc Trạch tấn công mà Ngưu Căn Huy vẫn đứng im bất động, mọi người đều tưởng Ngưu Căn Huy chắn chắn phải thua. Nhưng khi nắm đấm của Hắc Trạch sắp chạm tới huyệt thái dương của Ngưu Căn Huy, một luồng sát khí mãnh liệt như sóng lớn cuồn cuộn đập vào mặt Hắc Trạch. Chết! Hắc Trạch chỉ nghe thấy một chữ này. Rầm! Ngay sau đó, Hắc Trạch như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, miệng phun đầy máu. Lúc ngã xuống đất, ông ta đã tắt thở. Còn Ngưu Căn Huy vẫn đứng sừng sững ở đó, chưa từng di chuyển nửa bước. Một cơn gió mát thổi qua, quần áo trên người Ngưu Căn Huy bay phất phới. Ông ta đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn quanh, mày vẫn chưa cút ra đây chịu chết à? Vì tài không bằng người. Ngưu Căn Huy giơ tay một cái đánh chết cao thủ mà gia tộc mạnh nhất Giang Bình mời đến khiến lòng người dậy sóng. Ông ta đứng chắp tay nhìn chằm chằm Dương Thanh đang đứng trong đám đông. Nhất là câu nói bá đạo kia càng khiến mọi người chấn động và chờ mong. Đây là thực lực của cao thủ đến từ Hiệp hội Võ Thuật sao? Tôi còn chưa nhìn thấy ông ta ra tay như thế nào, cao thủ của nhà họ Hàn đã bị giết rồi. Nhưng ông ta đang quát ai cút ra vậy? Sau vài giây trầm lặng, tất cả đều nhao nhao bình luận. Ai cũng muốn biết Ngưu Căn Huy đang muốn đấu với ai? Có quá nhiều tới xem hội võ nên không ai nhìn ra được Ngưu Căn Huy đang nhìn ai. Sao tôi có cảm giác ông ta đang nhìn chúng ta? Vương Dũng ngồi cạnh Dương Thanh run rẩy nói. La Viên Viên và Từ Lệ cũng kinh hãi. Sau màn giết người vừa rồi, bị Ngưu Căn Huy để mắt tới quả thực là một điều rất kinh khủng. Không chỉ bọn họ, mấy người xung quanh Dương Thanh đều có cảm giác này. Hiệp hội võ thuật vẫn ngang ngược như vậy. Đến lúc tính sổ mối thù giết sư đệ của tôi rồi. Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc và lạnh lùng đột ngột vang lên. Soạt! Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tiếng nói phát ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ màu xám chậm rãi đứng dậy. Ông ta chính là trưởng môn Long Thiên Hành của đạo quán Long Hổ do nhà họ Chu ở Nam Dương mời tới. Trưởng môn Long của đạo quán Long Hổ xuống núi rồi. Ông ấy chính là cao thủ cấp bậc thần tiên. Sao ông ấy cũng tới đây tham gia náo nhiệt? Không nghe thấy gì à? Trưởng môn Long nói hiệp hội võ thuật giết sư đệ của ông ấy. Cho dù ông ấy là thần tiên cũng không thể để sư đệ bị người ta tùy ý giết hại. Với thực lực của trưởng môn Long, muốn giết cao thủ của hiệp hội võ thuật chắc chắn không khó. Thấy trưởng môn Long đứng dậy, ai cũng sợ ngây người. Đặc biệt là người Nam Dương. Trưởng môn Long là cao thủ sống ẩn giật, vì sư đệ bị hại mà quyết định rời núi, thật sự rất chấn động. Đạo quán Long Hổ cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Hiệp hội Võ Thuật và hai tỉnh sao. Chi hội trưởng Thạch Giang đứng lên, tức giận nói. Lão ta là chi hội trưởng chi hội Giang Bình, đương nhiên biết tới trưởng môn Long.
Trưởng môn Long lạnh lùng nói, hiệp hội võ thuật ngang ngược giết sư đệ của tôi. Nếu các người không cho tôi câu trả lời thích đáng, đừng trách tôi không khách sáo. Ha ha, mau đầu hàng đi. Trưởng môn Long là cao thủ mạnh nhất Nam Dương, cao thủ của hiệp hội võ thuật là cái thá gì? Trước mặt trưởng môn Long, cao thủ nào cũng không đáng nhắc tới. Tôi mà như vậy tôi đã tranh thủ quỳ xuống xin tha từ lâu rồi, ha 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 ha. Chu Quảng Chí cười phá lên, châm chọc Ngưu Căn Huy. Lúc trước khi đi qua đạo quán Long Hổ, lão ta may mắn được nhìn thấy trưởng môn Long luyện võ. Lão ta tận mắt thấy trưởng môn Long đạp vỡ tảng đá nặng nghìn cân thành từng mảnh. Trưởng môn Long có thực lực mạnh mẽ như vậy sao có thể bị hiệp hội võ thuật đánh bại? Ngưu Căn Huy ngó lơ Chu Quảng Chí, híp mắt nhìn trưởng môn Long đang bước tới sàn đấu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ông nói người của hiệp hội võ thuật tôi giết sư đệ của ông. Ngưu Căn Huy cười lạnh hỏi. Ba ngày trước ở nhà họ Chu, nhiều người đều chứng kiến. Trưởng môn Long bình tĩnh đáp, đồng thời, ông ta cũng đặt chân lên sàn đấu. Bộ đồ đạo sĩ màu xám tung bay trong gió. Ông ta chắp tay sau lưng đứng giữa sàn đấu, khí chất thần tiên. Dù lời ông nói có là thật thì đã sao? Sư đệ của ông bị giết cũng là vì tài không bằng người. Ngưu Căn Huy lạnh lùng nói, ông là trưởng môn đạo quán Long Hổ, tu luyện đạo pháp lại nhúng tay vào chuyện thế tục, có xứng với sự tôn kính của mọi người không? Sách giày cũng không xứng xứng hay không không đến lượt ông đánh giá. Theo lời ông nói, chẳng lẽ người của đạo quán Long Hổ bị giết, chúng tôi phải trơ mắt đứng nhìn sao? Trưởng môn Long bình thản nói lời chế giễu. Hừ, Ngưu Căn Huy nhướng mày, bá đạo đáp, Long Thiên Hành, ông đến vì lợi ích thì chính là vì lợi ích, đừng lấy chính nghĩa làm cái cớ. Ông đã không cần thể diện, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ông muốn nhúng tay vào, đừng trách tôi ác độc. Ngưu Căn Huy cũng biết trưởng môn Long, dù không muốn đối đầu với ông ta nhưng cũng không hề e ngại. Tổ chức hội võ là để chiếm quyền kiểm soát hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Lúc bày ra kế hoạch, đương nhiên ông ta cũng đã nghĩ tới trưởng môn Long sẽ ra mặt. Trưởng môn Long giết ông ta đi. Chu Quảng Chí điên cuồng đứng phắt dậy, chắp tay nói với người đang đứng trên sàn đấu, sau này nhà họ Chu nguyện nghe theo trưởng môn Long. Nhà họ Hồ nguyện nghe theo trưởng môn Long. Nhà họ Mã nguyện nghe theo trưởng môn Long. Nhà họ Trịnh nguyện nghe theo trưởng môn Long. Các gia tộc lớn của Nam Dương cũng kéo nhau đứng dậy bày tỏ thành ý. Từng tiếng hô lớn vang lên như thủy triều cuồn cuộn càn quét cả hội trường. Không ai ngờ được nhà họ Chu lại chủ động nhường lại vị trí đứng đầu tỉnh Nam Dương của mình. Ha ha! Ngưu Căn Huy cười mỉa mai, một tên đạo sĩ cũng đòi trở thành người đứng đầu hai tỉnh, đúng là chuyện lạ có một không hai. Nhưng tôi rất tò mò, sao ông dám chắc có thể đánh bại được tôi? Dứt lời, Ngưu Căn Huy tỏa ra khí thế hùng mạnh. Một trận gió lớn quét ngang hội trường. Vô số người hoảng sợ kêu lên. Trưởng môn Long vẫn bình thản như cũ, tôi vốn định một lòng tu đạo, xa rời thế tục. Hiệp hội võ thuật ngang ngược giết sư đệ của tôi, quấy nhiễu bình yên của người dân nên tôi mới phải rời núi. Đây cũng là nguyện vọng của mọi người. Nguyện vọng của mọi người sao? Ngưu Căn Huy cười lớn, một tên đạo sĩ dởm có thể nói dã tâm thành quên mình vì nghĩa, đúng là không biết nhục. Ông nói ông rời núi là nguyện vọng của mọi người. Thế tôi giết ông sẽ trở thành nỗi bất hạnh của mọi người à? Ngưu Căn Huy lao thẳng vào người trưởng môn Long, ăn trước một đấm của tôi đi. Cùng lúc đó, trưởng môn Long cũng bắt đầu ra tay. Uỳnh! Tảng đá xanh dưới chân trưởng môn Long lập tức vỡ tan tành. Bốp, bốp, bốp! Mọi người chỉ thấy trưởng môn Long và Ngưu Căn Huy thoát di chuyển, sau đó là hàng loạt tiếng đánh đấm vang lên. Tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Hai cao thủ mạnh nhất tranh đấu vô cùng đặc sắc, ai cũng đắm chìm trong đó. Đây là thực lực của cao thủ xếp thứ 9 trong hiệp hội võ thuật sao? Trưởng môn Long vừa tấn công Ngưu Căn Huy, vừa lạnh giọng châm chọc. Ngưu Căn Huy cong môi cười lạnh, mình tôi đủ để đối phó với kẻ dối trá rác rưởi như ông rồi. Việc hai người vẫn có thể nói chuyện phiếm trong lúc chiến đấu càng khiến mọi người kinh hãi. Rõ ràng trận chiến vừa mới bắt đầu. Cả hai đều chưa dùng hết sức nên mới có sức nói chuyện phiếm như vậy. Mạnh, quá mạnh, có lẽ nhiều người cả đời cũng không có cơ hội được chứng kiến cuộc chiến đỉnh cao này. Vương Dũng ngồi cạnh Dương Thanh siết chặt hai tay, ánh mắt ngập tràn hưng phấn. La Viên Viên cười khinh miệt, anh phải cảm ơn tôi đấy.
không nhờ có tôi, đời này anh cũng đừng mong được xem trận đấu đặc sắc như vậy. Bọn họ vẫn còn quá yếu, người đứng đầu tỉnh Giang Bình của tớ mà ra tay, hai người họ có bắt tay nhau cũng không đấu lại một ngón tay của anh ấy. Từ Lệ vô cùng sùng bái người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Mặc dù trưởng Môn Long và Ngưu Căn Huy đều rất mạnh mẽ nhưng trong đầu cô ta chỉ có người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Dương Thanh không ngờ mình còn có fan hâm mộ cuồng nhiệt tới vậy. Chỉ tiếc là một kẻ ngu, thần tượng ngồi ngay bên cạnh mà lại không biết, còn hết lời châm chọc. Tiêu Điệp, cháu nghi ai sẽ thắng? Diệp Mạn ngồi giữa đám đông đột nhiên lên tiếng. Diệp Tiêu Điệp lắc đầu khinh bỉ, dù ai chiến thắng cũng kém xa anh ấy, đến cả sách giày cho anh ấy cũng không có tư cách. Tìm thấy anh rồi. Diệp Mạn bất lực nói, trong mắt cháu chỉ có cậu ta, sợ là người xuất sắc đến đâu cũng không lọt được vào mắt xanh của cháu. Diệp Tiêu Điệp kiên định gật đầu rồi chán nản nói, cô nghĩ người đứng đầu tỉnh Giang Bình kia có tới không? Thật nhạt nhẽo, Diệp Tiêu Điệp đã từng chứng kiến trận chiến khốc liệt hơn nhiều, sao còn hứng thú với trận chiến kiểu này? Người đứng đầu tỉnh Giang Bình nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Mạn nghiêm giọng nói. Bà ta không lạc quan được như Diệp Tiêu Điệp, Ngưu Căn Huy và trưởng Môn Long đều đã thể hiện thực lực khủng bố vượt sức tưởng tượng của bà ta. Cao thủ ở cấp bậc này có thể xếp vào top 5 trong nhà họ Diệp luôn đấy. Còn bà ta đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Dù kẻ thắng là Ngưu Căn Huy hay trưởng Môn Long thì vẫn là đối thủ cực mạnh với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Liệu người đứng đầu tỉnh Giang Bình có thể giành chiến thắng hay không? Hai người trên sàn đấu đều không ngừng thể hiện thực lực mạnh hơn. Người xem đã sớm bị làm cho choáng ngợp. Ông chủ Hàn, bây giờ ông đã biết trưởng Môn Long lợi hại thế nào chưa? Chu Quảng Chí ngồi ở khu vực Nam Dương giễu cợt nhìn Hàn Khiếu Thiên. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, tôi thừa nhận trưởng Môn Long rất mạnh. Nhưng có mạnh đến đâu cũng chỉ là con sâu cái kiến với cậu Thanh mà thôi. Chiến thần bất bại của biên giới phía Bắc sao có thể thua loại người như vậy? Hàn Khiếu Thiên chưa từng nghi ngờ năng lực của Dương Thanh. Ông chủ Hàn không đùa tôi đấy chứ? Không phải cậu Thanh mà ông nói đã bị dọa chạy mất dép rồi à? Chu Quảng Chí chế giễu nói, tôi khuyên ông mau nịnh nọt vài câu đi, nếu không giây phút trưởng Môn Long thắng cuộc sẽ là tận thế của các người. Đợi trưởng Môn gì kia thắng được Ngưu Căn Huy đi, ông hắng khoác lác, Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng đáp. Mọi người đều chăm chú quan sát trận chiến đặc sắc dưới sàn đấu. Tiếng hò hét vang dội bốn phía. Nếu thực lực của ông chỉ có vậy, quả thực làm tôi quá thất vọng. Sau khi đánh lui trưởng Môn Long, Ngưu Căn Huy châm chọc nói. Vẻ mặt bình tĩnh của trưởng Môn Long đã bị thay thế bằng sự nghiêm túc. Ông ta vốn tưởng có thể dễ dàng đánh bại Ngưu Căn Huy, nào ngờ sức chiến đấu của đối phương quá mạnh mẽ. Dường như ông ta đã dùng hết toàn bộ sức lực. Còn Ngưu Căn Huy vẫn đang giữ sức. To mồm. Ông đã chán sống thì tôi sẽ cho ông biết thực lực mạnh nhất của tôi như thế nào. Trưởng Môn Long bỗng lên tiếng. Dứt lời, ông ta chạy vọt về phía Ngưu Căn Huy, bất ngờ tung nắm đấm chết đi. Ông ta đã dồn hết sức vào cú đấm này. Nếu Ngưu Căn Huy không bị thương nặng, ông ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ông nói tôi to mồm, tôi sẽ cho ông biết ông thua kém tôi ở chỗ nào. Ngưu Căn Huy kiêu ngạo nói. Cơ hồ như không hề quan tâm tới đòn tấn công của trưởng Môn Long. Thế nhưng ông ta cũng đã nắm chặt hai tay, híp mắt nhìn chằm chằm trưởng Môn Long đang xông tới. Đi chết đi! Trưởng Môn Long nổi giận gầm lên, tập trung hết sức vào nắm đấm. Ha ha, cuối cùng trưởng Môn Long cũng nghiêm túc rồi. Tên rác rưởi của Hiệp hội Võ thuật kia chờ chết đi. Chu Quảng Chí mừng rỡ, ánh mắt tràn đầy chờ mong như đã nhìn thấy cảnh tương Ngưu Căn Huy bị đánh chết. Đúng lúc này, Ngưu Căn Huy chợt nhúc nhích, khéo léo né tránh cú đấm của trưởng Môn Long. Không xong rồi. Tấn công thất bại, trưởng Môn Long hoảng hốt, cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhưng lúc này, tất cả đều đã muộn. Ngưu Căn Huy né được đòn tấn công của trưởng Môn Long, khóe miệng cong lên nở nụ cười tàn nhẫn, nên kết thúc rồi. Dứt lời, ông ta đột nhiên vung tay ra, đấm một cú trời giáng vào cằm trưởng Môn Long. Bốp! Răng rác! Tiếng va chạm trầm đục vang lên cùng với tiếng xương vỡ vụn. Trưởng Môn Long bay thẳng lên trời như bị xe tải đâm trúng. Vô số người hoảng sợ đứng bật dậy, không dám tin vào mắt mình. Tất cả vẫn chưa kết thúc, lúc trưởng Môn Long sắp rơi xuống đất, Ngưu Căn Huy chợt áp sát.
Ông ta bỗng lên tiếng, tôi ghét nhất loại người ra vẻ đạo mạo. Ông có thể chết được rồi. Bốp! Ngưu Căn Huy siết chặt hai tay đấm liên tiếp vào lồng ngực của trưởng môn long đang chuẩn bị rơi xuống đất. Đến khi cơ thể trưởng môn long chạm đất, xương lồng ngực đã gãy nát. Toàn bộ hội trường đều bị chấn động. Không khí xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả đều đứng dậy chăm chú nhìn bóng người kiêu ngạo đang đứng sừng sững giữa sàn đấu. Trưởng môn long ngã xuống, toàn thân be bét máu. Bị thương nặng như vậy ai có thể sống nổi? Chết rồi sao? Chu Quảng Trí sững sờ hỏi, giọng nói run rẩy. Đám người tới từ Nam Dương đều bàng hoàng sợ hãi. Ở Nam Dương, đạo quán Long Hổ là một truyền thuyết, còn trưởng môn Long được coi như thần tiên sống. Bây giờ thần tiên sống trong lòng người Nam Dương bị Ngưu Căn Huy giết chết ngay trước mặt bọn họ. Không, không thể nào, không thể như vậy được, Chu Quảng Trí sững sờ nói. Lão ta không thể tiếp nhận sự thật trưởng môn Long đã bị giết. Để mời ông ta rời núi, Chu Quảng Trí không tiếc đồng ý tôn ông ta lên làm người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Trưởng môn Long sẽ là người đứng sau điều khiển, nhà họ Chu ra mặt kiểm soát các gia tộc của hai tỉnh. Nhưng giờ đây, trưởng môn Long đã chết, giấc mơ nuốt trọn hai tỉnh của lão ta cũng tan thành mây khói. Ông chủ Chu, đây là người ông định tôn làm người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương sao? Hàn Khiếu Thiên lên tiếng mỉa mai. Chu Quảng Trí cả giận nói, Hàn Khiếu Thiên, ít nhất trưởng môn Long còn trụ được một lúc. Còn cao thủ của nhà họ Hàn các ông bị đánh bại trong vòng một nốt nhạc. Ông có tư cách gì vênh mặt với tôi? Nhà họ Hàn chúng tôi không có cao thủ, nhưng Giang Bình vẫn còn người đứng đầu Giang Bình. Hàn Khiếu Thiên ngông cuồng tuyên bố, người đứng đầu tỉnh Giang Bình mà ra mặt, kẻ nào tranh nổi. Lúc này, Ngưu Căn Huy đang nhìn chằm chằm một người trẻ tuổi ngồi giữa đám đông. Bây giờ mày có thể cút ra đây chịu chết được chưa? Ngưu Căn Huy hét lớn, chẳng cần loa. Tiếng nói của ông ta vẫn vang vọng bên tai mỗi người. Ông đã muốn chết, tôi sẽ cho ông thỏa ước nguyện. Một chàng trai trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, không hề nói lời thừa thãi, câu nói bá đạo khiến cả hội trường đều chấn động. Dương, Dương Thanh. Vương Dũng thấy người bạn bên cạnh mình đã đứng dậy, thu hút ánh mắt của mọi người, lắp bắp hỏi. La Viên Viên và Từ Lệ vốn rất xem thường anh giờ đây lại trố mắt kinh ngạc, run rẩy che miệng. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình ngồi cạnh bọn họ nãy giờ mà bọn họ lại không hề hay biết. Sao lại là cậu ta? Diệp Mạn thấy vậy cũng ngơ cả người, lảo đảo suýt ngã. Bà ta không để ý tới Diệp Tiêu Điệp bên cạnh vốn không có hứng thú với hội võ lại run rẩy vì kích động. Rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi. Cô ta nhỏ giọng nói, nước mắt lăn dài trên má. Mày chính là Dương Thanh à? Chết tiệt, anh đứng lên làm gì? Người ta gọi người đứng đầu tỉnh Giang Bình cơ mà, anh tỏ vẻ gì chứ? Anh muốn chết cũng đừng liên lụy tới chúng tôi. La Viên Viên và Từ Lệ ngồi cạnh Dương Thanh giận dữ quát. Bọn họ không thể tin Dương Thanh chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vương Dũng cũng hoảng sợ, nghe vậy vội vàng đứng lên kéo tay Dương Thanh, cậu mau ngồi xuống đi, đừng tự chui đầu vào chỗ chết. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Vương Dũng, nể tình bạn bè nhiều năm. Tôi khuyên cậu mau rời xa ả đàn bà kia đi. Dứt lời, anh trực tiếp cất bước đi thẳng xuống sàn đấu. Câu nói của anh luẩn quẩn bên tai Vương Dũng, anh ta cắn răng, siết chặt hai tay. Anh ta muốn rời khỏi người phụ nữ này quá đi ấy chứ. Chỉ là, anh ta có lý do bất đắc dĩ. Chết tiệt, anh ta là cái thá gì? Một thằng nghèo rách mùng tơi cũng đòi nhúng tay vào chuyện của tôi. Dương Thanh đi xa rồi. La Viên Viên mới giật mình tỉnh ngộ, giữ tợn mắng. Từ Lệ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh, Viên Viên, cậu đừng tức giận vội, trò hay sắp đến rồi. Loại như anh ta cũng dám giả mạo người đứng đầu tỉnh Giang Bình, vị cao thủ trên sàn đấu chắc chắn sẽ không tha cho anh ta đâu. Đúng, anh ta dám giả mạo người đứng đầu tỉnh Giang Bình, chỉ còn con đường chết, ánh mắt La Viên Viên trở nên ác độc. Vương Dũng cũng dần tỉnh táo lại. Cảm xúc phức tạp vừa lo cho Dương Thanh lại vừa thấy phấn khích. Anh ta lo lắng Dương Thanh giả mạo người đứng đầu tỉnh Giang Bình sẽ phải chết thảm. Nhưng nếu Dương Thanh thực sự là người đứng đầu tỉnh Giang Bình thì sao? Nghĩ tới người bạn từng được mình bảo vệ rất có thể là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, Vương Dũng cực kỳ kích động, thầm cầu nguyện trong lòng. Hàn Khiếu Thiên và người nhà họ Hàn xin nghênh đón người đứng đầu tỉnh Giang Bình.
Trần Hưng Hải và người nhà họ Trần xin nghênh đón người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Quan Chính Sơn và người nhà họ Quan xin nghênh đón người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Ngay khi Dương Thanh bước ra khỏi khán đài, người của các gia tộc tỉnh Giang Bình đồng loạt đứng dậy. Mấy mươi chủ gia tộc lớn dẫn đầu người của gia tộc mình khom lưng chào Dương Thanh. Quỳnh! Mọi người xung quanh đều xôi trào nhiệt huyết, nhất là những người trẻ tuổi. Trông thấy Dương Thanh xuất hiện, bọn họ lại càng kích động. Còn trẻ như vậy đã có địa vị tối cao, mấy mươi chủ gia tộc lớn của Giang Bình đều phải đứng dậy cúi chào. Tiếng hô vang chào mừng Dương Thanh vang lên từng đợt như sóng biển cuồn cuộn càn quét xung quanh, rung động đất trời. La Viên Viên và Từ Lệ vừa mới chê cười Dương Thanh cũng chết sững người. Anh ấy thực sự là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc tột độ. Vương Dũng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh ta mau chóng lấy lại được tinh thần. Lúc đoàn người của Giang Bình bước vào, anh ta đã đoán người trẻ tuổi được các gia tộc Giang Bình vây quanh là Dương Thanh. Ha ha! Vương Dũng không nhịn được phá lên cười, kích động bật khóc, bạn của tôi là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Bạn của tôi là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Ha ha ha! Dưới sự tiếp đón long trọng, Dương Thanh chậm rãi bước lên sàn đấu. Khí thế của anh không bằng Hắc Trạch và trưởng môn Long vừa bại trận dưới tay Ngưu Căn Huy, nhưng lại khiến Ngưu Căn Huy cảm thấy áp lực vô hình ập tới. Mày chính là Dương Thanh à? Ngưu Căn Huy híp mắt hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng ông ta lại vô cùng khiếp sợ. Dù đã biết người đứng đầu tỉnh Giang Bình còn rất trẻ nhưng khi tận mắt nhìn thấy Dương Thanh, ông ta vẫn cảm thấy thật khó tin. Ông chính là Ngưu Căn Huy, cao thủ xếp thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật. Dương Thanh hỏi ngược lại. Ngưu Căn Huy cau mày. Ông ta vẫn luôn tự hào mình xếp thứ 9, chưa bao giờ bị người ta khinh thường như vậy. Em trai tao là Ngưu Căn Sinh chết trong tay mày đúng không? Ngưu Căn Huy hỏi thêm một câu. Dương Thanh đã đoán trước lần này Ngưu Căn Huy tới Giang Bình chủ yếu là vì trả thù. Hơn nữa nhà họ Ngụy từng giúp anh xử lý thi thể của Ngưu Căn Sinh đã bị hủy diệt. Dương Thanh cũng không có ý định giấu giếm, bình thản đáp, ông ta muốn giết tôi, tiếc là tài không bằng người nên bị tôi giết rồi. Quỳnh! Dương Thanh vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Ngưu Căn Huy lập tức vỡ nát, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người ông ta. Quả nhiên em trai tao chết dưới tay mày. Ngưu Căn Huy nổi giận, chỉ muốn xông tới lấy mạng Dương Thanh ngay lập tức. Mấy năm nay Hiệp hội Võ thuật cũng tác quái không ít đâu nhỉ. Chỉ là một kẻ dưới trướng Hiệp hội Võ thuật mà thôi. Đợi giết ông xong, tôi còn muốn diệt luôn chi hội Giang Bình của Hiệp hội các người. Trong mắt Dương Thanh hiện lên sát khí cuồn cuộn. Trên đường xuống địa ngục, từ khi biết kẻ đứng sau vận chuyển phụ nữ cho nhà họ Ngụy, đồng thời thúc đẩy các loại giao dịch trái phép chính là chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật, Dương Thanh đã coi Hiệp hội Võ thuật là kẻ thù không đội trời chung. Ngưu Căn Huy là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật. Ông ta chết sẽ là tổn thất rất lớn đối với Hiệp hội Võ thuật. Mày chán sống rồi. Ngưu Căn Huy bị chọc giận, không thèm đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu đã lao về phía Dương Thanh. Còn anh vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Đừng nói là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật, người xếp hạng đầu cũng chẳng là cái thá gì. Dù là ai, Dương Thanh có thể đánh bại chỉ bằng một cú đấm. Ngưu Căn Huy ra tay rồi. Liệu cậu Thanh có chống đỡ nổi không? Đến cả trưởng môn Long cũng chịu thua, cậu Thanh còn trẻ như vậy sao có thể thắng được? Cậu Thanh còn quá trẻ, cậu ấy không nên tới đây. Rất nhiều người thở dài tiếc nuối. Sau hai trận chiến ác liệt vừa rồi, không ai coi trọng Dương Thanh nữa. Bởi vì anh thực sự còn quá trẻ. Mặc dù danh tiếng của người đứng đầu tỉnh Giang Bình rất vang dội nhưng trưởng môn Long cũng đâu hề thua kém. Ông ta chính là trưởng môn của đạo quán Long Hổ, được nhiều người coi như thần tiên sống. Đến cả trưởng môn Long cũng bại trận, Dương Thanh thắng nổi sao? Tất cả tập trung quan sát, không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào. Chết đi! Ngưu Căn Huy tung nắm đấm. Bốp! Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh bỗng giơ tay ra túm lấy nắm đấm của Ngưu Căn Huy. Cái gì? Chặn được rồi, sao lại như vậy? Vô số người kinh ngạc thốt lên. Điều khiến mọi người kinh hãi không phải vì màn đấu của hai người quá đặc sắc, mà là Dương Thanh tùy tiện giơ tay đã chặn được đòn tấn công của Ngưu Căn Huy. Trong khi vừa nãy cao thủ hàng đầu của cả hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều chết thảm dưới tay ông ta.
Bọn họ đã coi Ngưu Căn Huy là người mạnh nhất, trên đời này có mấy ai chặn lại được cú đấm của ông ta. Vậy mà giờ đây, một người mới hơn 20 tuổi lại chặn được dễ dàng. Tốc độ quá chậm, sức quá yếu. Dương Thanh hờ hững đưa ra nhận xét, đồng thời đẩy một cái khiến Ngưu Căn Huy lùi lại liên tiếp 5, 6 bước, hoảng sợ tột độ. Ông ta là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật mà lại bị Dương Thanh đẩy lùi mấy bước một cách dễ dàng như vậy. Nếu Dương Thanh không đẩy mà tấn công bằng nắm đấm, ông ta sẽ thế nào? Lần đầu tiên Ngưu Căn Huy cảm thấy nguy cơ to lớn ập tới. Ha ha, tốt, tốt lắm. Chỉ cần cậu Thanh ra mặt, ai có thể chống lại? Hiệp hội võ thuật thì sao? Cậu Thanh chỉ cần dùng một đấm là tiêu diệt được. Đám chủ gia tộc ở Giang Bình kích động hô lớn, Giang Bình được cứu rồi. Sắc mặt của đám người Nam Dương lại cực kỳ khó coi. Trưởng môn Long đã chết, Nam Dương không còn hy vọng nào nữa. Đối với bọn họ, Hiệp hội võ thuật hay Giang Bình thắng đều như nhau. Thằng nhãi ngông cuồng. Ngưu Căn Huy tức giận mặt đỏ bừng bừng. Nếu Dương Thanh nghiêm túc đánh với ông ta một trận thì còn đỡ, anh lại cứ đứng im lại chỗ, dáng vẻ hời hợt ấy chẳng khác gì đang sỉ nhục ông ta. Ông chê tôi đánh nhẹ quá à? Dương Thanh nhếch môi cười chế giễu, hay là tôi dùng thêm chút sức nữa? Mặt Ngưu Căn Huy tối sầm lại, nhưng cũng không dám chủ quan khinh địch. Ông ta cảm thấy lần này mình gặp phải đối thủ khó nhằn, có nguy cơ phải thua trên sàn đấu. Tao thừa nhận mình đã đánh giá sai mày. Nhưng vậy thì đã sao? Mày thực sự cho rằng ông chín của Hiệp hội Võ thuật chỉ là một kẻ lỗ mãng thôi sao? Ngưu Căn Huy nhỏ giọng nói, chỉ để Dương Thanh nghe thấy. Dương Thanh vẫn tràn đầy tự tin, cười híp mắt nói, tôi không biết ông có phải kẻ lỗ mãng hay không. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu ông dám động vào giới hạn cuối cùng của tôi thì chắc chắn hôm nay ông sẽ phải bỏ mạng. Đúng là ngông cuồng không biết trời cao đất dày. Ngưu Căn Huy cười lạnh nói, mày tự giác nhận thua rồi cút xuống đi. Nếu không, ông ta cười phá lên, không nói tiếp nửa câu sau. Nếu không thì sao? Dương Thanh híp mắt hỏi, ánh mắt tràn ngập sát khí. Nếu không, vợ con của mày chỉ có thể xuống địa ngục trước chờ mày thôi. Ngưu Căn Huy nở nụ cười tàn nhẫn. Hội võ kết thúc. Ông ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ rất tức giận khi bị đe dọa. Nào ngờ anh vẫn rất bình thản, thậm chí còn nở nụ cười. Mày cười cái gì? Ngưu Căn Huy xấu hổ đến nỗi phát cáu, giống lên giận dữ. Tôi cười ông ngu xuẩn, Dương Thanh đáp. Khốn kiếp, mày mới là thằng ngu xuẩn. Ngưu Căn Huy cả giận nói, tao nói thẳng cho mày biết, vợ con mày hẳn là đã bị người của tao bắt rồi. Nếu mày không chịu nhận thua, tao sẽ cho vợ con mày chết không có chỗ chôn ngay tức khắc. Nụ cười trên môi Dương Thanh nhạt dần, khí lạnh tỏa ra từ trên người anh khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Ngưu Căn Huy đứng gần Dương Thanh nhất, cũng cảm nhận rõ nhất luồng áp lực mạnh mẽ này. Ông ta bỗng có cảm giác như rơi vào hầm băng, cơn ớn lạnh ngấm vào tận xương tủy. Không chỉ vậy, ông ta còn có ảo giác như đang phải đối mặt với một con quái vật khổng lồ. Trước đây chỉ có một người từng khiến Ngưu Căn Huy cảm thấy như vậy, chính là người xếp đầu của Hiệp hội Võ thuật, đồng thời cũng là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật. Ông ta khó lòng tưởng tượng nổi. Một gã thanh niên chưa tới 30 tuổi lại có được khí thế mạnh mẽ cỡ này. Tôi cười ông ngu xuẩn là bởi, nếu ông không động đến giới hạn cuối cùng của tôi, có lẽ ông vẫn còn đường sống. Nhưng hiện giờ, ông buộc phải chết. Dương Thanh bỗng cất lời, giọng anh khàn khàn khiến Ngưu Căn Huy dựng cả tóc gáy. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Mọi người còn đang chìm trong kinh ngạc, Dương Thanh đã ấn nghe máy. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, anh Thanh, chị dâu và Tiêu Tiêu vẫn an toàn, người của Hiệp hội Võ thuật bị khống chế cả rồi. Tốt lắm. Dương Thanh bình thản đáp lại. Thực ra, ngày hôm nhận được thiệp mời, Dương Thanh đã gọi Mã Siêu và Tiền Bưu về. Anh làm thế để phòng ngừa loại chuyện này. Thật không ngờ vẫn có kẻ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Danh con, mày nhận được tin vợ con mày bị bắt rồi chứ? Ngưu Căn Huy đắc ý nói, mày bảo tao ngu xuẩn. Giờ thì biết ai mới là kẻ ngu rồi nhỉ? Chẳng lẽ mày thực sự cho rằng, tao tổ chức hội võ mà không điều tra gì về chúng mày sao? Tao biết mày rất yêu thương vợ con mình, đây là điểm yếu lớn nhất của mày. Nếu mày không chịu nhận thua thì vợ con mày chỉ còn đường chết. Danh con, nhận thua đi. Ngưu Căn Huy bỗng phá lên cười lớn.
Khán giả xung quanh không nghe thấy Ngưu Căn Huy và Dương Thanh nói gì với nhau, chỉ kinh ngạc vì thấy Ngưu Căn Huy đột nhiên cười lớn. Dương Thanh thầm cảm thấy may mắn. Lần này anh đã chuẩn bị trước, nếu không chuẩn bị thì sẽ ra sao? Chắc là Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đã bị Hiệp hội Võ thuật bắt làm con tin ép anh nhận thua rồi nhỉ? Trọng tài tuyên bố kết quả được rồi đấy. Cậu ta nhận thua rồi. Ngưu Căn Huy nói với trọng tài đứng cạnh đó. Ông ta đã sớm điều tra rõ ràng về Dương Thanh, biết anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì vợ con. Nhờ vậy ông ta mới nghĩ ra kế dùng Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu để uy hiếp Dương Thanh. Nhưng kết quả đã được định là ông ta phải thất vọng rồi. Trọng tài ngơ ngác nhìn, cuộc so đấu đã kết thúc đâu, làm sao có thể tuyên bố kết quả được. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tuyên bố tôi thắng rồi đi, nhanh lên. Ngưu Căn Huy thấy trọng tài chẳng nói chẳng rằng bèn giận dữ quát to. Ai nói tôi muốn nhận thua? Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Ngưu Căn Huy kinh ngạc hỏi, mày không chịu nhận thua sao? Mày không quan tâm đến sự sống còn của vợ con mày à? Ông có thể chết được rồi. Dương Thanh không trả lời, chỉ phun ra một câu rồi cất bước đi về phía Ngưu Căn Huy. Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là giới hạn cuối cùng của anh, kẻ nào dám đụng tới đều phải chết. Danh con, mày nghĩ kỹ chưa? Ngưu Căn Huy thấp thỏm hỏi lại. Từ đầu trận đấu đến giờ, ông ta chỉ vung được một quyền, nhưng đã bị Dương Thanh chặn được. Tuy chỉ mới đánh một đòn nhưng ông ta đã cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh. Nếu đấu tiếp, ông ta tuyệt đối không có cơ hội thắng thế nên ông ta mới quyết định lấy vợ con của Dương Thanh ra uy hiếp anh. Nhưng giờ đây, Dương Thanh lại nói muốn giết ông ta. Danh con, mày muốn chết à? Thấy Dương Thanh tới gần, Ngưu Căn Huy không chịu nổi nữa, nổi giận lao vọt về phía Dương Thanh. Cậu Thanh, cẩn thận đấy. Ai đó kêu lên kinh hãi. Giây tiếp theo, Ngưu Căn Huy đã vùng nắm đấm tới trước mặt Dương Thanh. Đất trời như quay cuồng. Mọi người chăm chú nhìn Dương Thanh. Chết đi cho tao. Ngưu Căn Huy giống lên, đấm thẳng vào huyệt thái dương của Dương Thanh. Quỳnh. Dương Thanh bỗng vùng nắm đấm ra đỡ, tiếng va chạm trầm đục vang lên. Cùng với đó là một âm thanh giòn vang, đó là tiếng xương gãy nát. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận trời, phát ra từ cổ họng Ngưu Căn Huy. Mọi người đều thấy cánh tay va chạm với Dương Thanh của ông ta đã gãy. Bàn tay nhảy nhụa máu thịt, xương tay cũng vỡ vụn. Sự im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của Ngưu Căn Huy không ngừng kích thích trái tim của mỗi người. Đây chính là ông chín của Hiệp hội Võ thuật, vừa rồi đã giết chết trưởng môn Long trong vòng một nốt nhạc. Trong trận chiến với Dương Thanh, ông ta đánh ra được hai cú đấm. Lần đầu bị Dương Thanh nhẹ nhàng đỡ được. Lần thứ hai bị Dương Thanh đánh trả, gãy nát cả cánh tay. Ông còn di ngôn gì không? Dương Thanh lạnh nhạt bảo, nói ra đi, để tôi tiễn ông lên đường. Mày mà dám giết tao, tao sẽ khiến vợ con mày chết không toàn thây. Ngưu Căn Huy hung tợn nói. Dương Thanh hờ hững hỏi, ông chắc chắn vợ con tôi đã bị người của ông bắt được đến thế cơ à? Mày có ý gì? Sắc mặt Ngưu Căn Huy chợt biến đổi, thoáng nghĩ tới một khả năng, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Người ông ta phái đi bắt cóc Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đều là cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Một Dương Thanh đã đủ khiến ông ta kinh hãi. Ông ta không thể chấp nhận sự thật là vẫn có người cướp được vợ con Dương Thanh từ tay các cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Ông ta vội vàng gọi một cuộc điện thoại. Đối phương mãi không chịu bắt máy. Sắc mặt ông ta càng thêm tái nhợt. Ngay sau đó, ông ta lại gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không có người nghe. Bấm liên tiếp mấy dãy số, không một ai bắt máy. Nếu ông ta còn không biết người của mình đã thất bại thì quả thật quá ngu xuẩn. Phịch. Ngay khi mọi người còn chưa hoàn hồn, Ngưu Căn Huy đã quỳ thụp xuống đất, hoảng sợ cầu khẩn, cậu Thanh, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Sau này tôi nhất định sẽ không bước vào Giang Bình nửa bước. Đám đông chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy Ngưu Căn Huy quỳ xuống xin tha, ai cũng sắp không thở nổi nữa. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình thực sự mạnh đến thế sao? Ngay cả cao thủ đứng thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật cũng phải quỳ xuống xin tha. Dương Thanh lắc đầu, lúc ông dám nghĩ đến chuyện lấy vợ con tôi ra để uy hiếp tôi thì kết cục của ông đã được định đoạt sẵn rồi. Dương Thanh, tao phải giết mày. Ngưu Căn Huy biết, Dương Thanh sẽ không buông tha cho mình nên cũng không xin tha nữa, đứng phắt lên,
vọt thẳng về phía Dương Thanh. Trong tay ông ta còn có một con dao găm sắc bén. Khắp trốn xôn xao. Hiệp hội võ thuật đã quy định, trong hội võ lần này không cho phép mang bất cứ loại vũ khí nào lên sàn đấu. Vậy mà Ngưu Căn Huy, người của ban tổ chức lại lấy ra một con dao găm muốn giết chết Dương Thanh. Chết đi. Dương Thanh chụm năm ngón tay lại vung lên một cái. Phụt. Ngưu Căn Huy đã tới trước mặt Dương Thanh, tay cầm dao găm giơ lên. Chỉ có điều, toàn thân ông ta như vừa bị đóng băng, đứng ngay trước mặt anh lại không cách nào nhúc nhích nổi, còn người tràn ngập kinh hoàng. Giây tiếp theo, máu tươi ào ào đổ ra từ động mạch cổ của Ngưu Căn Huy, nhuộm đỏ ánh mắt người xem. Quỳnh! Thân thể Ngưu Căn Huy đổ ầm xuống đất, mọi người đều kinh hãi. Bản tính con người! Không ai ngờ được, ngay cả cao thủ xếp trí thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật cũng bị Dương Thanh giết chết. Chủ các gia tộc lớn của Nam Dương và Giang Bình đều trợn mắt khiếp sợ, đứng dậy nhìn chằm chằm người thanh niên ngạo nghễ đứng giữa sàn đấu. Chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật là Thạch Giang sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Ngưu Căn Huy là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật. Lão ta biết rõ thực lực Ngưu Căn Huy mạnh cỡ nào. Vậy mà Ngưu Căn Huy vẫn không đánh lại được Dương Thanh, thậm chí còn bị Dương Thanh giết chết bằng một đòn. Chẳng khác nào Dương Thanh đã có tư cách xếp thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật. Trước đây, lão ta còn từng muốn lôi kéo Dương Thanh làm tay chân cho mình. Nghĩ vậy, Thạch Giang không kìm được run bần bật. Lão ta dám chắc chi hội Giang Bình sắp toi đời, thậm chí mạng sống của lão cũng nằm trong tay Dương Thanh. Ha 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 ha, tốt, tốt, tốt lắm. Hàn Khiếu Thiên phản ứng lại nhanh nhất, đứng dậy kích động gào to, đồng thời cũng đánh thức vô số người. Ông chủ Chu còn nhớ hiệp định quân tử giữa chúng ta chứ? Hàn Khiếu Thiên quay sang nhìn Chu Quảng Trí, cười lớn hỏi. Sắc mặt Chu Quảng Trí cực kỳ vặn vẹo. Nhà họ Chu vốn là gia tộc lớn thứ nhị ở Nam Dương, gia tộc lớn nhất đã bị Hiệp hội Võ thuật tiêu diệt để cảnh cáo nên bọn họ mới giành được vị trí số 1. Lão ta ôm dã tâm bành trướng, thậm chí còn muốn nắm quyền cả hai tỉnh Nam Dương và Giang Bình. Nào ngờ dù đã mời được trưởng môn Long của đạo quán Long Hổ nhưng trưởng môn Long vẫn bị giết ngay trên sàn đấu. Hàn Khiếu Thiên, đừng lấy hiệp định ra chèn ép tôi. Chu Quảng Trí nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người không ngờ, cả cao thủ của Hiệp hội Võ thuật cũng đã bị Dương Thanh giết chết mà Chu Quảng Trí vẫn dám phản kháng. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, Chu Quảng Trí đã lạnh lùng nói tiếp, dù không có hiệp ước định, nhà họ Chu tôi cũng sẽ coi cậu Thanh là người đứng đầu. Dứt lời, lão ta quay về phía Dương Thanh, quỳ một chân cúi đầu nói, từ giờ trở đi, nhà họ Chu ở Nam Dương xin nghe cậu Thanh sai bảo. Thấy Chu Quảng Trí quỳ xuống, năm, sáu gã con cháu dòng chính đứng sau lưng lão ta cũng vội vã làm theo, đồng thanh hô to, nhà họ Chu của Nam Dương xin nghe cậu Thanh sai bảo. Một giây trước còn tranh chấp với Hàn Khiếu Thiên, giây tiếp theo đã quỳ xuống thể trung thành. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàn Khiếu Thiên cũng ngẩn người. Nhà họ Tề của Nam Dương xin nghe cậu Thanh sai bảo. Nhà họ Châu của Nam Dương xin nghe cậu Thanh sai bảo. Thoáng chốc, các gia tộc tới từ Nam Dương đều quỳ hết xuống, tỏ lòng trung thành với Dương Thanh. Đám người còn lại thấy vậy, ai cũng trợn mắt há hốc miệng. Toàn bộ các gia tộc đứng đầu hai tỉnh Nam Dương và Giang Bình đều tôn Dương Thanh làm người đứng đầu, đây là cảnh tượng huy hoàng cỡ nào. Sắc mặt Diệp Mạn trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta không ngờ cậu thanh niên bị mình ép buộc rời xa Tần Thanh Tâm chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình mà bà ta vẫn đang tìm kiếm. Hiện giờ anh đã là người đứng đầu Giang Nam, nắm quyền kiểm soát hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Không ngờ anh Thanh lại là anh em thân thiết của anh Dũng. Anh phải tìm cơ hội giới thiệu em với anh ấy đấy nhé. Từ Lệ níu cánh tay Vương Dũng, kích động nói, em đã bảo rồi mà. Anh em thân thiết của người như anh Dũng sao có thể là người bình thường được. Đây chính là bản tính con người. 20 phút trước còn nói Dương Thanh không ra gì, sau khi biết Dương Thanh là người đứng đầu Giang Bình lập tức thay đổi thái độ. Anh Dũng đang thiếu tiền phải không? Em sẽ cho anh tiền chữa bệnh cho em gái. Không được, em phải tìm chuyên gia tốt nhất để chữa trị cho em gái anh mới được. La Viên Viên ôm lấy cánh tay còn lại của Vương Dũng. E thẹn nói, chẳng phải trước giờ anh vẫn thích em sao? Anh thấy lúc nào thích hợp đi đăng ký kết hôn? Hay là lát nữa mình đi luôn nhé? Lễ hỏi, xe, nhà gì đó, em không cần, tổ chức tiệc cưới cứ để nhà em bao hết cho. À đúng rồi,
bố mẹ mình đang sống ở nông thôn. Ngày mai chúng ta đi đón bố mẹ lên đây ở cùng đi. Mà thôi, lát nữa mình đi luôn đi. La Viên Viên kích động nói năng lộn xộn. Vương Dũng sững sờ, chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Đúng là anh ta từng thích La Viên Viên, nhưng từ khi phát hiện La Viên Viên chỉ coi mình là lá chắn, tình cảm này đã tan thành mây khói. Nếu không phải đang cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho em gái, anh ta đã rời bỏ cô gái này lâu rồi. Cút hết cho tôi. Vương Dũng giận dữ hét lên, đẩy La Viên Viên và Từ Lệ ra. Trước kia, anh ta không kiếm nổi tiền chữa bệnh cho em gái nên mới chấp nhận ở bên La Viên Viên, cam chịu như một con chó. Nhưng nay, anh ta đã biết người anh em của mình chính là người đứng đầu hai tỉnh lớn, còn gì phải sợ nữa. Chẳng phải chỉ cần một câu của Dương Thanh là có tiền chữa bệnh rồi sao? Đúng lúc này, ánh mắt sắc bén của Dương Thanh bỗng quét tới chi hội Giang Bình. Đám người Thạch Giang hoảng hốt nghĩ, đến lượt mình rồi sao? Cậu Thanh, chúng tôi xin chịu thua. Chi hội Giang Bình tự giác rút khỏi Giang Bình. Thạch Giang run rẩy nói. Lão ta biết nếu người của Tổng hội không đến, chi hội Giang Bình sẽ không có hy vọng sống sót, chỉ bằng chủ động xin rút, có lẽ còn có thể giữ được cái mạng. Cút! Dương Thanh quát. Đối với anh, Thạch Giang chỉ là phường tôm tép không đáng nhắc tới, giết cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, ngay cả cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật cũng bị anh giết, chi hội Giang Bình có gì đáng sợ. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Thạch Giang vội cảm ơn rối rít, dẫn người của chi hội bỏ chạy khỏi hội trường. Kẻ phải chết. Mọi người ngỡ ngàng nhìn theo. Ngày hôm qua, chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật vẫn là thế lực khổng lồ ngang tầm gia tộc hàng đầu ở đây. Vậy mà hôm nay, chi hội trưởng lại phải cun cút bỏ chạy chỉ vì một câu của Dương Thanh. Sau này, Giang Bình và Nam Dương do tôi đứng đầu, nghe theo lệnh của tôi. Ai dám chống đối, kết cục sẽ như thế này. Dương Thanh đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo quanh hội trường một lượt, cao giọng nói. Vừa dứt lời, Dương Thanh giẫm chân một cái, tiếng động rung chuyển đất trời. Sàn đấu dưới chân anh đổ sập xuống, bụi bay mù mịt. Cảnh tượng này khiến mọi người đều chấn động. Dù chỉ là một võ đài mới được dựng tạm nhưng vẫn được đổ bê tông, vậy mà lại bị Dương Thanh một chân giẫm nát. Cái giẫm chân này mạnh tới mức nào? Ở đây còn có một số người đến từ các gia tộc quyền quý ở Yến Đô, ví dụ như Diệp Mạn. Ban đầu, bọn họ còn định phái người khiêu chiến Dương Thanh. Trông thấy Dương Thanh một chân giẫm nát sàn đấu, sự kiêu ngạo của bọn họ đã mất sạch. Đứng trước thực lực tuyệt đối, thân phận cao quý cỡ nào cũng chỉ là phù du. Trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Trung Châu, Dương Thanh ngồi ở ghế chủ tọa, các chủ gia tộc có quan hệ thân thiết với anh như Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải đều ngồi bên cạnh. Trong phòng còn có vài người nữa đều đứng im, vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Ông chủ Chu, các ông làm thế là có ý gì? Chẳng lẽ các ông định bắt tay nhau ép cậu Thanh nhường lại vị trí người đứng đầu sao? Hàn Khiếu Thiên nheo mắt nhìn Chu Quảng Trí, cười nói. Những người đang đứng đều là chủ các gia tộc quyền thế ở Nam Dương. Bọn họ chủ động tìm tới chứ không phải Dương Thanh cho mời. Nghe Hàn Khiếu Thiên hỏi, Chu Quảng Trí rất tức giận, nhưng lão ta không dám lộ ra trước mặt Dương Thanh, bèn trừng mắt nhìn Hàn Khiếu Thiên một cái. Lúc nhìn sang Dương Thanh, lão ta liền thay đổi thái độ, vội nói, thưa cậu Thanh, chúng tôi tới để xin lỗi cậu. Ngày trước chúng tôi có mắt như mù, chót xúc phạm cậu, xin cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Xin cậu Thanh rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Những người còn lại đều đồng thanh cầu khẩn, mặc dù hiện giờ Dương Thanh chưa làm gì nhưng bọn họ vẫn rất sợ. Dù sao trước khi hội võ bắt đầu, bọn họ đã từng nhục mạ Dương Thanh. Mà nay, Dương Thanh đã giết cao thủ của Hiệp hội Võ thuật, bọn họ chỉ sợ Dương Thanh mất hứng sẽ làm thịt bọn họ. Đã thua thì phải chịu phạt. Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Đám chủ gia tộc quyền thế ở Nam Dương hoảng hốt, vậy là Dương Thanh vẫn không chịu tha cho bọn họ sao? Cậu Thanh không thể cho bọn tôi một con đường sống sao? Chu Quảng Trí cắn răng hỏi. Lão ta không cam tâm. Vô cùng không cam tâm. Để nhà họ Chu trở thành gia tộc quyền thế nhất Nam Dương, lão ta đã phải chuẩn bị rất nhiều năm. Nhưng lão ta vừa mới hoàn thành mục tiêu, cả gia tộc đã phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, sao lão ta có thể chấp nhận nổi? Những người khác cũng tái mặt.
Dương Thanh bình thản quan sát sự thay đổi nét mặt của mỗi người. Nếu các ông uống hết mấy ly rượu độc này, tôi sẽ tha cho gia tộc các ông. Dương Thanh chỉ vào mấy ly rượu trên bàn. Nghe vậy, sắc mặt đám người Chu Quảng Trí lập tức tái nhợt. Cậu thực sự muốn chúng tôi chết sao? Mắt Chu Quảng Trí đỏ ngầu. Chu Quảng Trí, đây là thái độ nói chuyện của ông với cậu Thanh đấy à? Hàn Khiếu Thiên tức giận, lớn tiếng mắng. Chu Quảng Trí không đáp lời, chỉ cúi đầu xuống. Không ai nhìn thấy sự thù hận mãnh liệt trong mắt lão ta lúc này. Chỉ cần uống hết ly rượu độc này, cậu sẽ tha cho gia tộc tôi đúng không? Một người đứng cạnh Chu Quảng Trí bỗng lên tiếng hỏi. Dương Thanh không đáp, chỉ lạnh lùng gật đầu. Được, tôi uống, mong rằng sau khi tôi chết, cậu Thanh sẽ giữ lời hứa. Dứt lời, ông ta bước thẳng tới bàn rượu, nhấc một ly lên uống cạn. Mong cậu Thanh sẽ giữ lời hứa. Ngay sau đó lại có người thứ hai đứng ra, cũng cầm một ly uống cạn. Chẳng mấy chốc, những người còn lại cũng đi tới bàn rượu. Trong sáu chủ gia tộc tới từ Nam Dương, ngoại trừ Chu Quảng Trí, năm người kia đều lựa chọn uống rượu độc. Chu Quảng Trí, ông muốn gia tộc mình bị diệt sao? Hàn Khiếu Thiên nổi giận quát. Nhà họ Chu sẽ không bị diệt, tôi cũng sẽ không chết. Chu Quảng Trí bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Ý ông là gì? Hàn Khiếu Thiên nhíu mày. Bởi vì... Chu Quảng Trí đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh, kẻ phải chết là mày. Có chuyện gì cứ nói thẳng Chu Quảng Trí. Sao ông dám? Hàn Khiếu Thiên lập tức hoảng sợ giống lên. Ông muốn nhà họ Chu bị diệt vong sao? Trần Hưng Hải cũng gào to chất vấn. Tôi sắp chết rồi, nhà họ Chu bị diệt hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Chu Quảng Trí giữ tợn nói, trong từ điển của Chu Quảng Trí này không có khái niệm ngồi chờ chết. Kẻ nào muốn giết tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Dương Thanh vẫn bình thản ngồi im không hề e sợ. Anh chợt lên tiếng, vậy thì ông có thể chết được rồi. Chu Quảng Trí điên cuồng cười gằn, kẻ đáng chết là mày. Là mày, mày chết đi. Đoàng. Ngay khi lão ta chuẩn bị bóp cò, khẩu súng đột nhiên nổ tung. Sau tiếng nổ vang trời, cánh tay cầm súng của Chu Quảng Trí đã nhảy nhụa máu thịt. Á! Lão ta kêu gào thảm thiết. Năm người vừa uống rượu độc đều bàng hoàng kinh sợ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, ngay trước khi Chu Quảng Trí bóp cò, Dương Thanh đã búng tay một cái. Tuy không thấy được Dương Thanh đã bắn thứ gì nhưng chắn chắn khẩu súng của Chu Quảng Trí bị nổ là do Dương Thanh gây ra. Dám đòi giết cậu Thanh, là tội chết. Hàn Khiếu Thiên phất tay. Hai gã đàn ông cao lớn bước tới lôi Chu Quảng Trí ra ngoài. Ai cũng biết Chu Quảng Trí đã không còn đường sống. Từ nay về sau, các vị là người của Dương Thanh tôi. Kẻ nào dám phản bội sẽ có kết cục như Chu Quảng Trí hôm nay. Dương Thanh nhìn năm vị chủ gia tộc còn lại, ánh mắt bình thản bỗng bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Năm người ngơ ngác nhìn nhau, dường như vẫn chưa hiểu gì. Cậu Thanh tha tội chết cho các ông rồi, còn ngây ra đấy làm gì? Hàn Khiếu Thiên quát lớn, nhắc nhở năm người kia, xin đội ơn cậu Thanh, sau này chúng tôi chỉ nghe lệnh cậu, tuyệt đối không dám phản bội. Năm người vội đồng thanh đáp, trong lòng kích động. Bọn họ vốn cho rằng Dương Thanh thật sự muốn giết mình, nhưng thì ra anh chỉ đang thử bọn họ. Đến cả sự an nguy của người nhà cũng chẳng để tâm thì còn tư cách gì sống trên đời này nữa. Dương Thanh bỗng nói, dứt lời, anh đứng lên rời đi. Sau lưng vang lên giọng nói cung kính, cậu Thanh đi thong thả. Qua phép thử vừa rồi, có lẽ sau này bọn họ sẽ không dám có ý định phản bội Dương Thanh. Dương, cậu Thanh. Dương Thanh vừa ra khỏi khách sạn Trung Châu, một bóng người quen thuộc vội vã bước tới định gọi tên anh nhưng lại đổi giọng. Dương Thanh đấm nhẹ vào ngực người kia, tức giận nói, cậu cũng định gọi tôi kiểu đó à? Gọi tên là được rồi. Vương Dũng vốn đang lo sợ, nghe Dương Thanh nói thế không khỏi kích động. Anh ta cũng muốn làm người anh em thân thiết của Dương Thanh như trước. Nhưng cảnh tượng diễn ra trong hội võ đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, anh ta có tư cách gì đòi làm anh em với cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thanh. Xin chào anh Thanh, em là La Viên Viên, vợ chưa cưới của anh Dũng, trước đây chúng ta từng gặp mặt rồi. Chào anh Thanh, em là Từ Lệ, bạn thân của anh Dũng. Vương Dũng đang định nói gì đó. La Viên Viên và Từ Lệ vội vàng chạy tới mang theo hương nước hoa nồng nặc. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, tôi chỉ là một thằng khố rách áo ôm, sao dám quen biết hai cô chủ đây được.
Trước đây, hai cô ả này luôn mồm chửi mắng anh nghèo hèn. Nếu không nể mặt Vương Dũng, Dương Thanh đã muốn vả cho mỗi ả một bạt tai rồi. Anh Dũng mau giới thiệu bọn em với anh Thanh đi, La Viên Viên ôm tay Vương Dũng, nũng nịu nói. Cút ngay. Vương Dũng đỏ bừng mắt, cả giận quát, con khốn, cô biết tôi thích cô nên cố tình dùng số tiền tôi cần để chạy chữa cho em gái ra uy hiếp tôi, bắt tôi làm con chó của cô, làm lá chắn cho cô. Hiện giờ biết tôi có một người anh em lợi hại thì tôi lại thành anh Dũng của cô rồi hả? Trước đó cô đã làm những gì? Cút ngay cho tôi, cút hết đi, sau này, tôi với cô không còn quan hệ gì nữa. Vương Dũng giống lên giận dữ như muốn xả ra toàn bộ những ấm ức phải chịu. La Viên Viên và Từ Lệ đều xa sầm mặt, đang định nói gì đó, Dương Thanh bỗng lên tiếng, nếu các người còn chưa chịu cút, tôi không ngại giúp các người biến mất khỏi thế giới này. Nghe vậy, hai cô ả lập tức sợ hãi chuồn mất. Vương Tuyết bị bệnh à? Dương Thanh nhìn Vương Dũng hai mắt đã đỏ ngầu. Vương Tuyết là em gái ruột của Vương Dũng. Hồi còn đi học, Dương Thanh cũng hay gặp được cô bé nhút nhát ấy. Vương Dũng không giấu giếm, nói thẳng mục đích tới tìm Dương Thanh. Thì ra, Vương Tuyết mắc bệnh ung thư máu, cần một khoản tiền lớn để chữa trị, nhưng gia cảnh của Vương Dũng chỉ thuộc dạng bình thường, không gánh nổi. La Viên Viên, người anh ta thích là một lesbian, thích con gái. Cô ta đồng ý cho Vương Dũng một khoản tiền, đổi lại Vương Dũng phải đóng giả làm bạn trai cô ta. Nhưng đợi mãi La Viên Viên vẫn chưa chịu đưa tiền, lần nào cũng kiếm cớ lấp liếm cho qua. Dương Thanh, xin cậu cho tôi vay 500.000, tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Vương Dũng quỳ xuống bật khóc nói. Cậu làm gì vậy? Dương Thanh kéo Vương Dũng đứng lên, nghiêm túc nói. Vương Tuyết là em gái cậu thì cũng là em gái mình. Tất nhiên mình không thể trơ mắt đứng nhìn em gái bị bệnh rồi. Nghe vậy, Vương Dũng lập tức mừng rỡ, vội nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Dương Thanh không khỏi cảm thấy bất lực. Anh đã nói mình vẫn là mình của trước đây, nhưng Vương Dũng tận mắt chứng kiến anh giết người, sao còn có thể bình thường như trước. Dương Thanh tới bệnh viện với Vương Dũng, nhìn cơ thể gầy gò của Vương Tuyết trên giường bệnh. Lòng anh rất khó chịu. Trước đây khi đi học, hai anh em họ từng giúp đỡ anh rất nhiều. Nếu không nhờ bọn họ, Dương Thanh không biết mình có thể tốt nghiệp cấp 3 không nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Thanh quay về công ty. Những chuyện xảy ra hôm nay là cơ hội tốt để mở rộng quy mô tập đoàn Nhạn Thanh. Có vài việc, anh phải tự mình sắp xếp. Bận rộn mãi đến khi tan tầm, Dương Thanh mới rời công ty. Anh vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc Mercedes màu đen đang đỗ ven đường. Anh đã thấy chiếc xe này rất nhiều lần, chính là xe của Diệp Mạn, mẹ đẻ Tần Thanh Tâm. Dương Thanh. Diệp Mạn xuống xe, ánh mắt phức tạp nhìn anh, không ngờ cậu chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, cậu lừa tôi thảm thật đấy. Dương Thanh lập tức hiểu ý Diệp Mạn. Lừa bà. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, tôi chưa bao giờ nói tôi là ai, tại bà kiêu căng tự phụ không thèm coi tôi ra gì thôi. Diệp Mạn sửng sốt, sau đó lắc đầu chua xót, nói, đúng vậy. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Dứt lời, sắc mặt bà ta trầm xuống, nhưng dù thế nào, tôi cũng chỉ muốn tốt cho con gái tôi. Đừng nói với tôi những lời thừa thãi đó, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không cho rằng lần này Diệp Mạn tới gặp anh chỉ để nói mấy lời vô bổ này. Muốn đi hay ở tùy bà. Diệp Mạn lạnh nhạt liếc nhìn Dương Thanh. Vẻ mặt vẫn cao ngạo như trước. Lần này tôi tới Giang Hải có nhiệm vụ cần làm, Diệp Mạn bỗng nói. Dĩ nhiên Dương Thanh biết nhiệm vụ mà Diệp Mạn nói tới là gì. Diệp Mạn vừa mới tới Giang Hải liền bắt đầu tìm kiếm người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Chỉ có điều không ai chịu nói cho bà ta biết, người đứng đầu tỉnh Giang Bình chính là Dương Thanh. Trong hội võ hôm nay, Dương Thanh trở thành người chiến thắng cuối cùng, nắm quyền kiểm soát cả tỉnh Giang Bình và tỉnh Nam Dương. Hiện giờ bất kỳ gia tộc lớn nào của Yến Đô cũng không dám xem nhẹ anh. Thấy Dương Thanh không nói lời nào, Diệp Mạn hơi nhướng mày, sau đó nói tiếp, nhà họ Diệp muốn liên hôn với cậu. Nếu cậu đã là chồng của con gái tôi, cũng tức là con rể tôi, thì từ nay trở đi, cậu cũng đã trở thành một phần của nhà họ Diệp. Mấy ngày nữa, nhà họ Diệp sẽ bố trí người tới Giang Hải, cậu cần phải phối hợp với người ta. Thái độ của Diệp Mạn vô cùng cao ngạo. Dù đã biết thân phận của Dương Thanh nhưng vẫn rất vênh váo. Đó là bởi vì ngay từ lần đầu gặp mặt,
bà ta đã cho rằng Dương Thanh không xứng với Tần Thanh Tâm, khinh thường anh. Dù đã biết thân phận của Dương Thanh, nhưng địa vị của anh trong lòng bà ta vẫn không hề thay đổi. Nếu người đứng đầu tỉnh Giang Bình là một người khác, có thể bà ta sẽ khiêm tốn cung kính hơn một chút. Bà nói xong chưa? Đợi đến khi Diệp Mạn dứt lời, Dương Thanh mới thong thả hỏi. Diệp Mạn nhíu mày, lộ vẻ không vui, lẽ nào cậu không định tỏ thái độ gì sao? Tỏ thái độ? Dương Thanh châm chọc cười nói, bà biết không? Thái độ ngạo mạn của bà đó. Bà nghĩ mình là mẹ ruột của Tâm thì có thể lớn lối trước mặt tôi à? Hơn 20 năm qua, bà đã từng làm tròn nghĩa vụ người mẹ với Tâm một ngày nào chưa? Giờ biết cô ấy có giá trị lợi dụng mới tìm tới cô ấy hả? Bà xứng sao? Nếu tôi đoán không sai, trước đó bà ép tôi rời xa Tâm để giới thiệu người đứng đầu tỉnh Giang Bình cho cô ấy đúng không? Ngoại trừ sinh mệnh, bà đã cho Tâm được cái gì? Dương Thanh kích động, càng nói càng lớn tiếng. Những lời của anh như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Diệp Mạn. Liên tiếp mấy câu chất vấn xoáy thẳng vào linh hồn khiến Diệp Mạn run rẩy. Cho đến lúc này, bà ta mới ý thức được, mình đang đối mặt với một nhân vật đáng sợ thế nào. Người có thể nhẹ nhàng giết chết cao thủ đứng hàng thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật sẽ sợ bà ta chắc. Nhưng nghĩ tới Tần Thanh Tâm do mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, Dương Thanh chỉ là chồng của cô, nỗi sợ hãi trong lòng bà ta giảm đi rất nhiều. Tôi cho con bé Tâm sinh mệnh, vì sao tôi không có tư cách làm mẹ con bé? Tôi muốn chia rẽ cậu với Tần Thanh Tâm để ghép đôi con bé với người đứng đầu tỉnh Giang Bình chẳng phải vì muốn tốt cho nó hay sao? Nếu cậu chịu nói cho tôi biết cậu chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình thì tôi còn cản trở hai người làm gì? Hơn nữa, cậu chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, tôi làm vậy không phải vì ghép đôi hai người thêm lần nữa à? Diệp Mạn trừng mắt cãi. Ha ha! Dương Thanh cười lắc đầu, loại đàn bà xuất thân từ gia tộc giàu có, nói như rồng leo, làm như mèo mửa này sao có thể thừa nhận sai lầm của mình cơ chứ? Nếu không phải vì bà đã sinh được một người con gái tốt như Tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Tranh thủ lúc tôi còn chưa đổi ý, tốt nhất bà hãy nhanh chân rời khỏi đây đi. Giọng nói của Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, không hề có chút tình cảm. Diệp Mạn trợn to mắt, cả giận nói, cậu định đuổi tôi. Lại còn có ý định giết tôi. Tôi chính là mẹ đẻ của Tần Thanh Tâm, là mẹ vợ cậu đấy, sao cậu dám đuổi tôi? Tại sao tôi lại không dám? Dương Thanh cười nhạt, từ hôm nay, hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều do tôi quyết định. Bà có tin chỉ cần một câu nói, tôi có thể khiến bà vĩnh viễn ở lại Giang Hải này không? Đến cả nhà họ Diệp cũng sẽ không tra được chuyện gì đã xảy ra với bà. Dương Thanh đe dọa. Đương nhiên anh sẽ không thực sự muốn giết Diệp Mạn, dù sao Tần Thanh Tâm vẫn chưa biết Diệp Mạn chính là mẹ đẻ của mình. Anh biết Tần Thanh Tâm quá lương thiện, dù Diệp Mạn đê tiện khốn nạn cỡ nào cũng sẽ tha thứ cho bà ta thôi. Nếu Diệp Mạn thật lòng nghĩ cho Tần Thanh Tâm, không có ý đồ lợi dụng cô thì sao Dương Thanh phải ngăn bọn họ nhẫn nhau làm gì? Dương Thanh! Diệp Mạn tức giận nói, Tần Thanh Tâm là con gái tôi, vì sao tôi không được nhận nó? Nếu cậu dám động vào một sợi tóc của tôi, nhà họ Diệp nhất định sẽ không tha cho cậu. Sắc mặt Diệp Mạn đã tràn ngập lửa giận. Dương Thanh không nổi nóng, trái lại còn bật cười khinh miệt, ngày mai, trước khi mặt trời mọc, nếu bà còn chưa rời khỏi đây, tôi không ngại khiến nhà họ Diệp mất đi một người. Lời vừa thốt ra, Dương Thanh không thèm nhìn vẻ mặt tức tối và khiếp sợ của Diệp Mạn, lập tức gọi điện thoại, ngày mai, trước lúc mặt trời mọc. Người đàn bà nhà họ Diệp còn ở Giang Hải thì cho bà ta biến mất luôn đi. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thanh nhìn Diệp Mạn như nhìn một người chết, muốn đi hay ở, tùy bà. Dứt lời, Dương Thanh cất bước rời đi. Bỏ lại Diệp Mạn ngây người đứng đó. Muốn nhận nhau sao, khốn kiếp, mày dám đe dọa tao à? Nhìn theo bóng dáng Dương Thanh xa dần, Diệp Mạn thẹn quá hóa giận, nói tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thưa bà chủ. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thì hơn. Lương Liên đột nhiên lên tiếng. Muốn đi thì ông tự đi đi. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho, tôi không thể đi được. Diệp Mạn giận dữ giống lên. Lương Liên bất đắc dĩ nói, bà chủ, ngay cả cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật Ngưu Căn Huy cũng phải chết trong tay cậu ta. Bà nghĩa cậu ta sợ nhà họ Diệp sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Mạn cứng đờ. Là con gái nhà họ Diệp. Còn là người được phái tới Giang Hải chấp hành nhiệm vụ liên hôn,
bà ta vốn không phải người ngu xuẩn. Lời nói của Lương Liên khiến bà ta tỉnh táo lại. Hiệp hội võ thuật có chi hội trải rộng khắp toàn cầu, thực lực tổng hợp không thua kém bất kỳ gia tộc lớn nào của Yến Đô. Cao thủ như Ngưu Căn Huy còn bị Dương Thanh giết chết thì bà ta có là gì? Lời đe dọa của Dương Thanh không phải nói chơi. Trong đầu bà ta bỗng tái hiện lại hình ảnh Dương Thanh giết chết Ngưu Căn Huy ở hội võ, vô thức run lên. Cho đến giờ phút này, bà ta mới ý thức được, mình vừa đối mặt với nhân vật kinh khủng cỡ nào. Nhưng nếu cứ thế rời đi, chẳng phải nhiệm vụ gia tộc giao cho tôi đã thất bại rồi sao? Ông phải biết chuyện này vô cùng quan trọng với tôi. Diệp Mạn nghiến răng nói, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Lương Liên thở dài, nhưng nếu bà không chịu đi, cậu ta sẽ giết bà. Còn thứ gì quan trọng hơn tính mạng nữa? Thực ra, ông ta rất muốn nói nếu ban đầu Diệp Mạn đối xử lịch thiệp với Dương Thanh một chút, hoặc là chịu bỏ công điều tra rõ ràng về Dương Thanh thì chuyện đã không đến nước này. Đương nhiên, chắn chắn ông ta không thể nói ra. Sau khi rời đi, Dương Thanh lái xe đến tập đoàn Tam Hòa. Vừa rồi anh chỉ đe dọa Diệp Mạn mà thôi, không hề bấm số gọi đi. Dù sao Diệp Mạn cũng là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, anh không thể giết bà ta được. Trước đây, Châu Ngọc Thúy khốn nạn đến thế, thậm chí còn muốn lấy mạng anh nhiều lần mà anh vẫn không ra tay giết bà ta. Anh đe dọa Diệp Mạn chỉ vì không muốn khiến Tần Thanh Tâm đau lòng. Khó khăn lắm Tần Thanh Tâm mới thoát khỏi bóng ma tâm lý do Châu Ngọc Thúy gây ra. Nếu biết sự thật về Diệp Mạn, liệu cô có chịu nổi không? Chồng! Ngay lúc Dương Thanh còn đang miên man suy nghĩ, cửa bên ghế phụ đột nhiên bị mở ra, Tần Thanh Tâm uể oải ngồi vào xe. Không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay có rất nhiều công ty chủ động muốn hợp tác với bọn em phải tiếp bao nhiêu khách hàng. Tần Thanh Tâm thắt dây an toàn, tựa đầu vào ghế mệt mỏi nói. Đương nhiên Dương Thanh biết vì sao, sáng nay anh vừa đánh bại Ngưu Căn Huy, trở thành người đứng đầu hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Những gia tộc hàng đầu kia sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Chắn hẳn không chỉ có tập đoàn Tam Hòa mà cả tập đoàn Nhạn Thanh và các sản nghiệp khác trong tay anh đều gặp tình huống này. Đôi lúc em nên ủy quyền cho cấp dưới, như vậy sẽ không quá mệt mỏi. Dương Thanh đau lòng nói. Tần Thanh Tâm mỉm cười, quay đầu sang nhìn Dương Thanh, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, anh biết mà, tập đoàn Tam Hòa do một tay em sáng lập, em muốn tự tay biến nó thành doanh nghiệp lớn tầm cỡ quốc tế. Dương Thanh cười khổ lắc đầu. Với tài lực và địa vị ngày nay của anh, muốn giúp tập đoàn Tam Hòa trở thành doanh nghiệp lớn tầm cỡ quốc tế thì có gì khó. Nhưng anh cũng hiểu được lòng cô, giống như tập đoàn Nhạn Thanh là kỷ niệm duy nhất mẹ anh để lại, anh sẽ tự mình quản lý và phát triển nó thành doanh nghiệp số một Chiêu Châu. À đúng rồi, người đàn bà kia lại tới tìm em. Tần Thanh Tâm bỗng nói. Diệp Mạn. Dương Thanh nhíu mày. Tần Thanh Tâm gật đầu, sắc mặt phức tạp, ánh mắt có chút chờ mong. Cô chậm rãi nói, bà ta nói biết chuyện về mẹ đẻ của em, muốn hẹn em ra nói chuyện. Nghe vậy, Dương Thanh hơi cau mày rồi trầm ngâm. Anh đã cảnh cáo Diệp Mạn, không ngờ bà ta vẫn dám tiếp tục quấy rầy Tần Thanh Tâm. Sao anh không nói gì? Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh, nghi hoặc hỏi, hình như anh không vui khi biết bà ta định kể chuyện của mẹ đẻ cho em nghe. Em thực sự muốn tìm lại bố mẹ đẻ sao? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Thanh Tâm cười chua chát, nói tuy em không biết vì sao bố mẹ lại vứt bỏ em, nhưng em nghĩ trên đời này không có người làm cha làm mẹ nào không yêu thương con mình. Có lẽ bọn họ bỏ em là vì bất đắc dĩ. Em muốn hỏi trực tiếp bọn họ, rốt cuộc tại sao lại vứt bỏ em? Tâm trạng Tần Thanh Tâm cực kỳ bình thản, như đang nói về một chuyện chẳng liên quan tới mình, nếu bọn họ thực sự bị ép buộc, có lẽ em sẽ tha thứ cho họ. Chồng à, anh sẽ ủng hộ em chứ? Tần Thanh Tâm chớp nhẹ đôi mắt to tròn trong veo ngước nhìn Dương Thanh. Em không sợ bọn họ sẽ giống Châu Ngọc Thúy, vì lợi ích cá nhân mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, nhận lại em cũng chỉ vì muốn lợi dụng em sao? Dương Thanh đang lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Vì quyền lực, Tần Thanh Tâm mím chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ngân ngấn nước. Nhắc đến Châu Ngọc Thúy khiến cô nhớ lại những đau khổ trong quá khứ. Nhưng Dương Thanh không thể không nhắc, anh không thấy Diệp Mạn có chút tình mẹ con nào với cô, chỉ muốn lợi dụng đứa con gái đã bị bà ta bỏ rơi hơn 20 năm này để trục lợi. Nếu Tần Thanh Tâm không thể chấp nhận, Dương Thanh sẽ tìm mọi cách ngăn cản hai người nhận nhau.
Dù thế nào em cũng phải hỏi trực tiếp bọn họ tại sao lại bỏ rơi em. Hồi lâu, Tần Thanh Tâm kiên định nói. Dương Thanh âm thầm thở dài. Chồng à, anh biết chuyện gì rồi đúng không? Tần Thanh Tâm cảm nhận được Dương Thanh không muốn cô biết chuyện về mẹ ruột, nghi ngờ hỏi. Thật ra người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của em. Dương Thanh nói. Lời nói của Dương Thanh như tiếng sấm dội vào người Tần Thanh Tâm, khiến cô lập tức sững sờ. Đương nhiên Tần Thanh Tâm biết người phụ nữ mà Dương Thanh nói tới là ai. Nếu Tần Thanh Tâm đã lựa chọn đối mặt, Dương Thanh cũng không muốn che giấu, chủ động nói cho cô biết để cô chuẩn bị tâm lý. Thì ra bà ta chính là mẹ ruột của em. Chẳng trách bà ta lại muốn đầu tư vào tập đoàn Tam Hòa. Thảo nào, ánh mắt bà ta nhìn em rất khác. Tần Thanh Tâm lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe đầy u buồn. Sự kiên cường của cô nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Dương Thanh cũng không nói cho cô biết thêm về Diệp Mạn, sợ cô không tiếp nhận được. Nói một vài chuyện trước, những chuyện còn lại để cô từ từ tìm hiểu sau. Dù sao thì ít nhất Dương Thanh cũng có thể bảo vệ cô. Nếu Diệp Mạn dám lợi dụng Tần Thanh Tâm, Dương Thanh nhất định sẽ không bỏ qua. Sau khi đến trường mầm non Lam Thiên đón con gái, tâm trạng của Tần Thanh Tâm mới ổn định lại. Dọc đường, hai vợ chồng không nói câu nào, còn Tiêu Tiêu như chim sổ lồng, díu ra díu dít không ngớt. Chồng, em định đi gặp bà ta. Vừa về đến nhà, Tần Thanh Tâm đột nhiên nói, như đang muốn hỏi ý kiến của Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu, ừ. Nếu Tần Thanh Tâm đã muốn nhận Diệp Mạn, anh không có lý do gì để từ chối. Anh đâu thể nói cho Tần Thanh Tâm biết Diệp Mạn vốn muốn chia rẽ bọn họ. Làm vậy chỉ khiến Tần Thanh Tâm càng thêm đau lòng. Diệp Mạn muốn gán ghép Tần Thanh Tâm với người đứng đầu Giang Bình, mà anh chính là người đứng đầu Giang Bình. Chỉ cần Diệp Mạn thật lòng muốn tốt cho Tần Thanh Tâm thì Dương Thanh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh có thể đi cùng em không? Tần Thanh Tâm do dự, có chút chờ mong hỏi. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không từ chối. Vừa hay có Tần Đại Dũng và Tần Y ở nhà chăm sóc Tiêu Tiêu. Chiếc Phaeton màu đen lao vun vút, nửa giờ sau đã đến nhà hàng Bắc Viên Xuân. Diệp Mạn chờ sẵn trong một phòng VIP sang trọng, Lương Liên đứng sau lưng bà ta. Trên bàn đã dọn sẵn nhiều món ăn ngon. Sếp Tần đến rồi à? Nhìn thấy Tần Thanh Tâm, Diệp Mạn hơi kích động, vội vàng đứng dậy. Có thể thấy bà ta còn chưa biết việc Dương Thanh đã nói cho Tần Thanh Tâm biết bà ta là mẹ ruột của cô. Cậu Thanh cũng ngồi đi. Diệp Mạn rất nhiệt tình, dường như đã quên mất chuyện gặp Dương Thanh trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Bà ta như thế này, tất nhiên Dương Thanh sẽ không có ý kiến gì. Tại sao lúc đó các người lại bỏ rơi tôi? Tần Thanh Tâm không ngồi mà đứng trước bàn ăn, hai mắt đỏ hoe nhìn Diệp Mạn. Nghe vậy, Diệp Mạn sững người. Đúng là bà ta muốn mẹ con nhận nhau, nhưng bà ta không ngờ Dương Thanh đã nói cho Tần Thanh Tâm biết. Con biết rồi à? Diệp Mạn cũng hơi kích động, khóe mắt hơi đỏ. Dù sao cũng là máu thịt của mình, tuy xa cách hơn 20 năm nhưng sợi dây huyết thống vẫn khiến bà ta bật khóc. Nhìn thấy Diệp Mạn rơi lệ, Thần Thanh Tâm không kìm được nước mắt. Tôi chỉ muốn biết, tại sao hơn 20 năm trước các người lại bỏ rơi tôi? Tần Thanh Tâm mặc kệ nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, lại hỏi. Từ khi biết mình không phải con gái ruột của Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy, chuyện này như một cái gai đâm vào tim cô. Nhất là những việc mà Châu Ngọc Thúy đã làm khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu không phải Tần Đại Dũng coi cô như con gái ruột, lại có Dương Thanh và Tiêu Tiêu bên cạnh, và cả một cô em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tần Y. Cô thực sự không biết sau khi biết được sự thật, mình có chịu nổi không nữa. Câu hỏi tại sao bố mẹ ruột lại bỏ rơi mình, từ lâu đã trở thành một chấp niệm trong lòng cô. Cô cũng từng tìm cớ cho bố mẹ ruột của mình vô số lần, một lý do khiến họ buộc phải bỏ rơi mình. Câu hỏi của Tần Thanh Tâm khiến Diệp Mạn lặng người, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã và đau đớn. Từ gương mặt của bà ta, Dương Thanh nhìn thấy rất nhiều điều. Sự thật, rất phũ phàng. Con chỉ cần biết con là con gái của mẹ, mẹ rất yêu con. Con cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mambo Đỏ. Diệp Mạn đột nhiên xúc động nói, không hề muốn trả lời câu hỏi của Tần Thanh Tâm. Tại sao lại bỏ rơi tôi? Vẻ mặt Tần Thanh Tâm tràn đầy thất vọng, nhưng vẫn rất kiên định. Cho dù Diệp Mạn nói hay thế nào đi nữa, cô cũng chỉ muốn biết tại sao bố mẹ ruột lại bỏ rơi cô. Vì quyền lực. Đúng lúc này,
cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi bước vào. Diệp Tiêu Điệp. Sắc mặt Diệp Mạn đột nhiên thay đổi, nghiến răng gọi tên cô ta. Ánh mắt của Dương Thanh dừng lại trên người Diệp Tiêu Điệp, một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng không biết tại sao anh lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi. Mái tóc đen dài mềm mại của Diệp Tiêu Điệp xõa xuống thắt lưng. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu nút ôm sát cơ thể mảnh mai như người đẹp bước ra từ tranh vẽ. Điều khiến Dương Thanh kinh ngạc là vẻ đẹp của cô gái này không thua kém gì Tần Thanh Tâm, cả người toát ra khí chất cao quý. Diệp Tiêu Điệp, đừng ăn nói lung vung. Diệp Mạn biết đối phương định nói gì, vẻ mặt tức giận. À, để tôi tự giới thiệu nhé. Tôi tên Diệp Tiêu Điệp, nếu tính theo vai vế, cô phải gọi tôi một tiếng chị họ đấy. Diệp Tiêu Điệp hào phóng đi tới trước mặt Tần Thanh Tâm, nở nụ cười dịu dàng chủ động đưa tay ra. Tần Thanh Tâm không đáp lại, chỉ cảnh giác nhìn cô ta. Không biết tại sao, cô cảm thấy trên người Diệp Tiêu Điệp có một sự uy hiếp rất mạnh mẽ. Điều cô vừa nói là có ý gì? Tần Thanh Tâm nghi hoặc nhìn Diệp Tiêu Điệp, cô gái này xinh đẹp không hề kém cạnh mình. Diệp Tiêu Điệp khẽ cười, sau đó nhìn sang Diệp Mạn, cô nên nói cho em họ biết sự thật đi chứ. Đây là chuyện của gia đình cô, không liên quan gì đến cháu, bây giờ cháu lập tức ra khỏi đây cho cô. Diệp Mạn nhìn Diệp Tiêu Điệp, lạnh lùng ra lệnh. Bà dám động vào cô ấy. Rõ ràng Diệp Mạn rất tức giận với sự xuất hiện của Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cười, cô à, sao chuyện này không liên quan đến cháu được chứ? Liên quan gì đến cháu hả? Diệp Mạn hỏi, bởi vì cau mày nên khóe mắt hiện lên nếp nhăn. Cháu chỉ đến để nhắc nhở cô đừng quên nhiệm vụ đến Giang Hải lần này. Dù sao thì cháu mới là con cháu dòng chính của nhà họ Diệp mà, cô nhỉ? Diệp Tiêu Điệp cười nói, như không nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Diệp Mạn. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm chẳng hiểu gì, nhưng Diệp Mạn lại hiểu rất rõ ý tứ của câu này. Nhà họ Diệp sắp xếp Diệp Mạn đến Giang Hải là để bà ta tìm cách để liên hôn với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, người được chỉ định liên hôn là Diệp Tiêu Diệp. Mặc dù Tần Thanh Tâm là con gái ruột của Diệp Mạn, nhưng nói ra thì Tần Thanh Tâm vẫn không mang họ Diệp. Còn Diệp Tiêu Điệp mới là con cháu dòng chính nhà họ Diệp. Chỉ khi cô ta ở bên người đứng đầu tỉnh Giang Bình thì quyền lợi của nhà họ Diệp mới có thể được đảm bảo. Không phải cháu đã hứa với cô sẽ phản đối nhiệm vụ này rồi sao? Diệp Mạn giật mình phát hiện Diệp Tiêu Điệp đang muốn xen vào chuyện này. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của bà ta là để Tần Thanh Tâm kết hôn với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vậy thì bà ta vừa được nhận con, vừa hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời có thể nâng cao địa vị của mình trong nhà họ Diệp. Quả là một mũi tên trúng ba đích. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Tiêu Điệp chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này. Bây giờ Tần Thanh Tâm chủ động tìm mình, bà ta nghĩ hai người sắp nhận nhau rồi, chỉ cần thuyết phục Dương Thanh nữa là đủ. Nào ngờ, đúng giây phút quan trọng Diệp Tiêu Điệp lại không giữ lời. Diệp Mạn đang cực kỳ tức giận. Đó là trước khi hội võ diễn ra. Còn bây giờ, cháu buộc phải tranh giành. Nụ cười trên mặt Diệp Tiêu Điệp đột nhiên biến mất. Cô ta kiên định nói. Các người có thể dừng lại một chút được không? Tần Thanh Tâm tức giận nói, tôi mặc kệ giữa các người có ân oán gì, đừng lãng phí thời gian của tôi. Lúc này, trong mắt Tần Thanh Tâm không hề có chút vui mừng vì được gặp mẹ ruột, mà chỉ có sự cáu kỉnh. Diệp Mạn và Diệp Tiêu Điệp không tranh cãi nữa. Nói đi, tại sao bà lại bỏ rơi tôi? Tần Thanh Tâm hỏi lại lần nữa. Tâm à, những chuyện đó đã qua cả rồi. Chúng ta đừng nhắc lại nữa được không? Con chỉ cần biết chúng ta là mẹ con ruột, mẹ rất yêu con, vậy là đủ rồi. Diệp Mạn vẫn muốn tiếp tục che giấu, không chịu nói ra sự thật. Hai mẹ con không gặp nhau nhiều năm như vậy, cô lại không chịu thành thật gì cả. Nếu cháu là em họ, cháu nhất định sẽ không nhận cô đâu. Diệp Tiêu Điệp khoanh tay trước ngực, cười híp mắt châm chọc. Cháu im miệng cho cô. Diệp Mạn tức giận mắng. Diệp Tiêu Điệp không tức giận, chỉ cười không nói, giống như đang xem kịch. Tôi hỏi bà lần cuối, tại sao bà lại bỏ rơi tôi? Tần Thanh Tâm rõ ràng hơi tức giận, đỏ mắt hỏi. Cô rất thất vọng, cũng rất đau lòng. Cô đã nghĩ đến ngày được gặp lại bố mẹ ruột không biết bao nhiêu lần, tự hỏi sẽ cảm động tới mức nào. Cô cũng cố gắng tìm lý do bao biện cho bố mẹ ruột, cho rằng họ chỉ vô tình để lạc mất mình mà thôi. Hoặc là cô bị một kẻ buôn người nào đó bắt mất,
Nếu chỉ lạc nhau bình thường, cô sẽ tha thứ cho họ. Nhưng bây giờ, Diệp Mạn cố tình che giấu khiến cô rất tức giận. Cô cảm thấy có gì đó không bình thường. Vừa rồi Diệp Tiêu Điệp cũng có nói là vì quyền lực. Lẽ nào, bố mẹ thật sự bỏ rơi mình vì quyền lực sao? Tâm à, mẹ con mình khó khăn lắm mới gặp lại nhau, mình đừng nói những chuyện không vui đó nữa nhé. Diệp Mạn kích động chạy tới nắm lấy hai cánh tay của Tần Thanh Tâm. Chồng, chúng ta về thôi. Tần Thanh Tâm gạt tay Diệp Mạn ra, khoác tay Dương Thanh rời đi. Ừ. Dương Thanh gật đầu, để mặc cho Tần Thanh Tâm kéo mình đi. Tâm, con đừng đi, đừng đi. Diệp Mạn lo lắng chạy lên chặn đường Tần Thanh Tâm, hai mắt đỏ hoe nói, Tâm, mẹ là mẹ ruột của con. Nhiều năm trôi qua như vậy, lẽ nào con không nhớ mẹ sao? Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều nhớ con, mơ đến ngày mẹ con chúng ta có thể nhận nhau. Khó khăn lắm mới gặp được con biết mẹ vui thế nào không? Tập đoàn Member Đỏ là do một tay mẹ thành lập, không liên quan gì đến nhà họ Diệp. Sau này, mẹ sẽ giao lại toàn bộ Member Đỏ cho con. Ngoài ra, tất cả những thứ mẹ có trong nhà họ Diệp, sau này cũng sẽ giao hết cho con. Lần này mẹ đến chỉ muốn đón con về nhà họ Diệp. Một thành phố nhỏ như Giang Hải không phải là nơi con nên ở. Diệp Mạn vô cùng kích động, lúc này bà ta không còn là quý bà sang trọng ung dung nữa, chỉ là một người giàn bà chanh chua. Nghe có vẻ như bà ta rất yêu thương Tần Thanh Tâm, vừa muốn trao tập đoàn Mamna Đỏ cho Tần Thanh Tâm, vừa muốn giao tất cả mọi thứ mà bà ta sở hữu trong nhà họ Diệp cho cô. Nhưng trước mỗi câu nói đó bà ta đều thêm hai chữ sau này. Bà ta vẫn không chịu nói lý do vì sao lại bỏ rơi Tần Thanh Tâm. Giọng điệu cũng ẩn chứa sự ép buộc, chỉ muốn đưa Tần Thanh Tâm trở về nhà họ Diệp chứ không hề hỏi cô có bằng lòng hay không. Một người phụ nữ như vậy mà lại là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Nước mắt Tần Thanh Tâm trực trào, không phải vì cảm động mà là vì quá thất vọng. Cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp trong tưởng tượng của cô lại ngập mùi quyền lực và lợi ích. Diệp Tiêu Điệp vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn hết thảy. Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại bà nữa. Tần Thanh Tâm đột nhiên nói. Dứt lời, cô quay lưng rời đi, con đứng lại đó cho mẹ. Tần Thanh Tâm nhiều lần chống đối đã chọc giận Diệp Mạn. Dù sao thì mẹ cũng là người đã sinh ra con. Kể cả năm đó mẹ có bỏ rơi con vẫn là con gái ruột của mẹ. Bây giờ mẹ không phải đang thương lượng với con, mà là ra lệnh cho con phải theo mẹ về nhà họ Diệp ngay trong ngày mai. Diệp Mạn nghiêm mặt nói, thái độ cực kỳ độc đoán. Dương Thanh bàng quan đứng nhìn, không phải anh không muốn giúp Tần Thanh Tâm, mà là Diệp Mạn không xứng làm mẹ của cô. Cũng giống như nhà họ Tần khi đó, chỉ khi nhịn đau để Tần Thanh Tâm tận mắt chứng kiến sự vô liêm sỉ của bọn họ mới khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, cắt đứt ảo tưởng tốt đẹp của cô. Người phụ nữ Diệp Mạn này cũng vậy. Một cô gái tốt bụng như Tần Thanh Tâm sao có thể chung sống hòa thuận với Diệp Mạn được. Cô không ngờ Diệp Mạn sẽ nói ra những lời này. Đúng là bà đã cho tôi sự sống, nhưng bao năm qua, bà có cho tôi một chút tình thương yêu nào không? Bà chăm sóc tôi được ngày nào chưa? Bà có biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào khi biết mình không phải là con ruột của họ không? Khó khăn lắm mới biết mẹ ruột của mình vẫn còn sống trên đời, bà biết tôi trông đợi như thế nào không? Bà không biết, cái gì bà cũng không biết. Bà chỉ mới gặp tôi lần thứ hai đã đòi mang tôi đi mà không thèm quan tâm tôi nghĩ gì. Sao bà dám làm vậy? Bà có tư cách gì chứ? Tôi nói cho bà biết, bà không xứng. Không xứng. Tần Thanh Tâm xúc động hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa. Câm miệng, mày câm miệng cho tao. Tao đánh chết mày, đứa con gái bất hiếu này. Diệp Mạn cũng nổi giận toàn thân run lên, hung hăng vung tay định tát vào mặt Tần Thanh Tâm. Bà dám động vào cô ấy, tôi sẽ lấy mạng bà. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy sát khí đột nhiên vang lên. Bên mình suốt đời. Giọng nói lạnh lẽo ấy thấm vào trong xương tủy khiến Diệp Mạn lập tức tỉnh táo lại, cánh tay đang giơ lên cứng ngắc giữa không trung. Lương Liên gần như phản xạ có điều kiện đứng chắn trước người Diệp Mạn, cảnh giác nhìn bóng người lạnh lùng kia. Đối diện với ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh, Lương Liên chỉ cảm thấy như bị đóng băng. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ cột sống đến đỉnh đầu. Dương Thanh đã từng xông pha chiến trường. Đã từng giết người, hơn nữa còn là giết rất nhiều người. Lương Liên khẳng định chỉ có cao thủ bước ra từ cõi chết,
từng được mưa tanh gió máu trên chiến trường gột rửa mới có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Ông ta bỗng có ảo giác, dù là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Diệp cũng không phải đối thủ của người đàn ông chưa tới 30 tuổi trước mặt này. Ông ta dám chắc câu nói lúc nãy của Dương Thanh không phải nói khoác, anh thực sự dám giết Diệp Mạn. Diệp Tiểu Điệp ngồi xem kịch ở bên cạnh đang đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Cô ta đã nhớ nhung người đàn ông này suốt một năm nay, cô ta đã yêu anh tới mức hết thuốc chữa. Chỉ cần có được người đàn ông này, cô ta không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao tôi cũng là mẹ vợ của cậu cơ mà, cậu dám đối xử với tôi như vậy sao? Diệp Mạn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, gằn giọng nói. Hừ, Dương Thanh khinh thường cười nói, tôi không cần biết bà là ai, có thân phận gì. Nhưng nếu bà dám động đến một sợi tóc của vợ tôi sẽ cho bà biến mất khỏi thế gian này. Còn về hai tiếng, mẹ vợ, bà cảm thấy mình xứng sao? Mặc kệ bà đến đây vì nhiệm vụ gì, nhưng tôi nói cho bà biết, tất cả đều chỉ uổng công vô ích mà thôi. Cút về Yến Đô đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Dương Thanh lạnh lùng nói, không thèm nhìn Diệp Mạn, dứt khoát nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Thấy bóng lưng của Dương Thanh và Tần Thanh Tâm xa dần, vẻ mặt Diệp Mạn càng trở nên vặn vẹo, cậu có tư cách uy hiếp tôi sao? Lương Liên vốn định khuyên nhủ Diệp Mạn, nhưng nghĩ tới cách đối nhân xử thế của bà ta, cuối cùng đành lựa chọn im lặng. Lúc này, Diệp Tiêu Điệp cười híp mắt đi tới, nhìn Diệp Mạn nói, nhiệm vụ lần này của cô coi như thất bại rồi phải không? Diệp Tiêu Điệp. Diệp Mạn giận dữ quát lên. Bà ta cho rằng, nếu không có câu nói vì quyền lực kia của Diệp Tiêu Điệp, chắc chắn hai mẹ con bà ta đã nhận nhau rồi. Quan hệ giữa hai người cũng sẽ không xấu đến mức này. Này Diệp Mạn, bà đừng nghĩ nếu tôi không xuất hiện thì mẹ con hai người đã nhận nhau rồi đấy nhé. Sắc mặt Diệp Tiêu Điệp trở nên u ám, cô ta không thèm gọi cô nữa mà là gọi thẳng tên Diệp Mạn. Ánh mắt ngập tràn thù hận của Diệp Mạn khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Mạn giận dữ nói, rõ ràng cháu đã đồng ý từ bỏ cuộc hôn nhân này nên cô mới tìm con gái mình, định hy sinh hạnh phúc của nó vì gia tộc. Cháu thì giỏi rồi, ngay lúc quan trọng lại nhảy ra phá đám. Nhiệm vụ lần này thất bại đều là vì cháu. Cháu nhất định phải chịu trách nhiệm, Diệp Mạn tức giận nói. Diệp Tiêu Điệp cau mày, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bà đã muốn nói như vậy thì tôi cũng phải tính sổ với bà. Gia tộc muốn tôi gả cho người đứng đầu tỉnh Giang Bình, bà lại lợi dụng tư lợi cho mình, còn muốn đẩy tôi ra để con gái của bà qua lại với anh ấy. Bà thật sự cho rằng tôi không biết mấy chuyện dơ bẩn mà bà đã làm sao? Bà có cần tôi nộp chứng cứ cho ông nội không? Tôi vốn có lòng tốt đến tìm bà, muốn giúp bà thẳng thắn với em họ để được em họ tha thứ. Nếu mẹ con hai người nhận nhau, nhiệm vụ của gia tộc cũng coi như được hoàn thành. Nhưng bà lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Thái độ của Diệp Tiêu Điệp vô cùng cứng rắn, kiên định nói, cho dù anh ấy là chồng của con gái bà, tôi cũng sẽ nghĩ cách tiếp cận anh ấy, chiếm đoạt anh ấy. Nghe vậy, Diệp Mạn sợ ngây người. Bà ta là cô của Diệp Tiêu Diệp nên hiểu rất rõ đứa cháu gái này cố chấp đến cỡ nào. Bây giờ mối quan hệ của bà ta và Tần Thanh Tâm đã hoàn toàn hỏng bét, không thể lập tức hàn gắn lại được. Lỡ như Diệp Tiêu Điệp thừa cơ dụ dỗ Dương Thanh, bà ta phải làm sao đây? Tiêu Điệp, cháu đừng giận, cô không cố ý đâu. Cháu cũng biết con bé kia nhất quyết không chịu nhận cô. Cô giận quá nên mới nói năng lung tung. Không phải cháu vẫn luôn phản đối liên hôn sao? Cháu muốn ở bên Bạch Mã hoàng tử của mình mà. Cháu yên tâm, nhất định Tần Thanh Tâm sẽ tha thứ cho cô. Chỉ cần hai mẹ con cô nhận nhau, Dương Thanh trở thành con rể của cô thì gia tộc sẽ không bắt cháu hy sinh hạnh phúc của mình nữa đâu. Diệp Mạn vội vàng nhận sai. Bà ta không biết Dương Thanh là người đàn ông như thế nào. Nhưng bà ta biết rõ tính cách của Diệp Tiêu Điệp. Cô ta chính là con rắn độc xinh đẹp, không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự dụ dỗ của cô ta. Tuy Dương Thanh là chồng của Tần Thanh Tâm, nhưng nếu Diệp Tiêu Điệp xen vào, không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Đây chính là sự ngu xuẩn và tự tin mù quáng của bà ta. Nếu bà ta điều tra kỹ về Dương Thanh từ trước thì bà ta sẽ biết anh sẽ không bao giờ phản bội Tần Thanh Tâm. Diệp Tiêu Điệp nhếch miệng lên nở nụ cười khác thường, cô à, cháu sẽ không từ bỏ. Dứt lời, cô ta lập tức quay lưng rời đi. Diệp Mạn sững sờ,
Bà ta biết trong lòng Diệp Tiêu Điệp đã có người đàn ông khác từ lâu, phía gia tộc cũng biết. Bà ta vốn tưởng chắc chắn Diệp Tiêu Điệp sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, vậy mà cô ta lại thật sự muốn vào cuộc. Lúc này Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đã trở về dinh thự Vân Phong. Suốt dọc đường, Dương Thanh lái xe, Tần Thanh Tâm ngồi ở ghế phụ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Thanh cũng không nói lời nào, để Tần Thanh Tâm yên tĩnh suy nghĩ một mình. Chồng, tại sao số phận lại bất công với em như vậy? Tần Thanh Tâm bỗng quay lại nói với Dương Thanh, từ nhỏ mẹ nuôi đã không thích em, chỉ muốn lợi dụng em. Khó khăn lắm em mới tìm được mẹ ruột, thế nhưng tại sao bà ta lại không dám thừa nhận sai lầm của mình chứ? Thật ra em đã tưởng tượng ra hình ảnh hai mẹ con em nhận nhau vô số lần rồi. Ngay cả kết quả xấu nhất em cũng đã từng nghĩ tới nhưng vẫn tự nhủ, bất kể tại sao họ vứt bỏ em, chỉ cần họ can đảm thừa nhận lỗi lầm của mình thì em sẽ tha thứ cho họ. Nhưng bà ta lại không chịu nói sự thật cho em biết. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, nước mắt rưng rưng khiến người khác cảm thấy đau lòng. Dương Thanh thở dài, cô vợ của mình hiền lành lương thiện quá. Dù Tần Thanh Tâm đã nghĩ tới khả năng bố mẹ bỏ rơi mình vì quyền lực nhưng cô gái hiền lành này vẫn lựa chọn tha thứ. Chỉ là Diệp Mạn không có can đảm thừa nhận sai lầm. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà ông trời muốn trừng phạt em như vậy? Cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng không kìm được, bật khóc nức nở. Dương Thanh chậm rãi đỗ xe ở ven đường, ôm Tần Thanh Tâm vào lòng, nghiêm túc nói, Kinh Thánh có nói. Khi cánh cửa này đóng lại thì nhất định sẽ có một cánh cửa khác mở ra vì bạn. Anh và Tiêu Tiêu chính là cánh cửa khác mà Chúa đã ban tặng cho em. Cả đời này, anh và con gái sẽ không bao giờ rời xa em. Dương Thanh trìu mến nói. Đây cũng là lời hẹn thề của với Tần Thanh Tâm. Chồng ơi! Tần Thanh Tâm khẽ nỉ non, xúc động lắm đỗi. Cô nhắm mắt lại, chủ động hôn anh. Giờ phút này, cô không muốn làm gì cả. Chỉ muốn hôn người đàn ông sẽ ở bên mình cả đời này. Coi trời bằng vung. Trong lúc hai người đang tình tứ ôm hôn nhau, một luồng sát khí dữ dội bỗng ập đến. Dương Thanh chợt đẩy Tần Thanh Tâm ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Chồng ơi, sao thế? Mắt Tần Thanh Tâm loang loáng nước, khuôn mặt đã sớm ửng hồng. Dương Thanh không nói gì, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Họ đã đến dưới núi Vân Phong. Nếu tiến thêm lên phía trước thì sẽ vào khu vực tư nhân của dinh thự Vân Phong. Em lái xe về trước đi, anh phải giải quyết một số chuyện. Dương Thanh trầm giọng nói, trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh có nét mặt như thế nên rất lo. Cô không phải cô gái không hiểu chuyện, tuy lo lắng nhưng cô cũng biết nếu mình ở đây thì chỉ khiến Dương Thanh vướng víu, bèn gật đầu, vâng. Dương Thanh xuống xe. Nhìn Tần Thanh Tâm lái xe rời đi rồi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ra đây đi. Anh nhìn về một phía, lạnh lùng nói. Anh vừa dứt lời, có hai người chậm rãi đi ra khỏi bóng tối. Có một người trung niên đi trước, nhưng Dương Thanh lại chú ý đến lão già sau lưng ông ta. Tuy ánh đèn lờ mờ nhưng Dương Thanh vẫn thấy rõ mặt lão ta. Đó là một khuôn mặt lạnh tanh, trên mặt không có tí thịt nào, có thể miêu tả bằng cụm từ gầy trơ xương. Mặt lão ta chẳng chịt nếp nhăn, chẳng khác gì cái đầu lâu khô quắt. Thế vẫn chưa tính là gì, quan trọng nhất là Dương Thanh đã cảm nhận được áp lực từ lão già đó. Từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Anh dám khẳng định, ngay cả Ngưu Căn Huy xếp thứ 9 trong hiệp hội võ thuật mà anh đã giết cũng không thắng nổi lão già này. Không hổ là con trai của Vũ Văn Cao Dương, gan dạ thật đấy. Trong lúc Dương Thanh đang quan sát lão già, người trung niên trước mặt lão ta bỗng lên tiếng. Dương Thanh không bất ngờ khi đối phương biết anh. Chỉ với những gì mà anh đã thể hiện trong hội võ của hai tỉnh, người khác biết thân phận của anh cũng rất đối bình thường. Tìm tôi làm gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Anh không hề hỏi thân phận của đối phương. Nếu không vì lão già đang đứng phía sau người trung niên, anh còn chẳng buồn quan tâm tới ông ta ấy chứ. Người trung niên cũng không tức giận, mỉm cười cá tính đấy nhỉ. Tiếp đến, ông ta tự giới thiệu, tôi tên Hoàng Chính, đến từ nhà họ Hoàng ở Yến Đô, là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Hay nói cách khác, không lâu nữa, rất có thể chủ gia tộc họ Hoàng sẽ là tôi. Đúng rồi, Hoàng Trung từng bị cậu bắt quỳ trước đám đông là anh họ tôi đấy. Tính ra tôi được như ngày hôm nay, cũng phải cảm ơn cậu.
Nếu chuyện cậu bắt anh ta quỳ trước đám đông không đến tai nhà họ Hoàng, sao tôi có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Hoàng chứ? Hoàng Chính mỉm cười, thái độ và lời lẽ đều rất nhã nhặn, nhưng Dương Thanh vẫn nhíu mày. Anh không nói gì, lạnh lùng nhìn Hoàng Chính. Nếu đối phương đã tới tận đây thì đương nhiên không chỉ để nói những lời này. Dương Thanh không trả lời, Hoàng Chính cũng không ngại, vẫn tươi cười như cũ, chắc cậu cũng biết nguyên nhân khiến tôi đến tìm cậu. Dương Thanh vẫn lặng thinh. Cho dù Hoàng Chính tốt tính đến mấy thì việc bị Dương Thanh ngó lơ liên tiếp thế này vẫn khiến ông ta hơi tức giận. Tuy người anh vô dụng của tôi đã khiến gia tộc mất mặt, nhưng dù gì anh ta cũng là dòng chính nhà họ Hoàng, từng có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế với tôi. Nhưng cậu lại bắt anh ta quỳ trước đám đông, đúng là đã khiến nhà họ Hoàng nhục nhã. Liệu cậu có nên trả giá gì đó không nhỉ? Chẳng hạn như, phục tùng nhà họ Hoàng thì sao? Đương nhiên, nếu cậu đồng ý giao quyền quản lý hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương cho tôi có thể cho cậu cơ hội đi theo nhà họ Hoàng. Hoàng Chính cười híp mắt, không giống đang nói đùa. Nói xong chưa? Rốt cuộc Dương Thanh cũng lên tiếng. Hoàng Chính thoáng sửng sốt rồi gật đầu. Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là phục tùng nhà họ Hoàng, sau này tỉnh Giang Bình và Nam Dương sẽ do nhà họ Hoàng quản lý, hai là cậu sẽ phải trả giá đắt vì đã khiến nhà họ Hoàng bẽ mặt. Không thể không thừa nhận, Hoàng Chính rất ngang ngược, đúng là coi trời bằng vung. Dương Thanh cứ tưởng người thừa kế được cao thủ mạnh nhất gia tộc bảo vệ sẽ ghê gớm lắm, ngờ đâu kết quả khiến anh vô cùng thất vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.